Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 22. Tiểu tháp đột nhiên hơi tò mò, chủ nhân bút đại đạo ngoại trừ lần bị thiên mệnh tỷ tỷ đánh, còn bị người khác đánh nữa sao? Giọng nói bí ẩn bình tĩnh đáp, tiểu tháp, người chắc chắn muốn hỏi những chuyện này chứ? Tiểu tháp. Giọng nói bí ẩn tiếp tục nói, bây giờ ở vũ trụ quan huyên, quả thật ngươi là người đứng đầu, nhưng ngươi phải hiểu rằng, hiện giờ ngươi phải đối mặt với chân vũ trụ bá vương siêu cấp duy nhất trong toàn bộ vũ trụ, vì vậy ngươi tuyệt đối không được khinh thường. Diệp Quân gật đầu, ta biết rồi. Người đứng đầu thế hệ trẻ ư. Diệp Quân lắc đầu, người đứng đầu vũ trụ quan huyên cũng chỉ như vậy. Hắn phải là người đứng đầu thế hệ trẻ trong toàn bộ vũ trụ. Nghĩ đến đây, Diệp Quân nhìn về phía An Nam Tịnh, tiền bối, ta đi với tiền bối tới chư thần vực. Tu luyện. An Nam Tịnh gật đầu, được. Diệp Quân hỏi, khi nào đi? An Nam Tịnh nói, ngày mai đi luôn. Diệp Quân gật đầu, được. An Nam Tịnh nói, mau chóng xử lý việc riêng đi. Nói xong, bà ấy xoay người rời đi. Đám người thiên tú liếc nhìn Diệp Quân rồi cũng xoay người rời đi. Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Ca khẽ mỉm cười, không nói gì. Diệp Quân đi tới trước mặt Nạp Lan Ca, hắn kéo tay cô xoay người đi tới đại điện hư chân cách đó không xa. Mọi người đều liếc nhìn hai người họ. Đặc biệt là đám cường giả tiên bảo các, mặc dù Tần Quan không nói gì, nhưng bọn họ biết, từ nay về sau, cô nương này chính là chủ nhân tiên bảo các. Các chủ mới của tiên bảo các. Người trong gia tộc Nạp Lan giờ phút này vô cùng kích động, kể từ hôm nay, gia tộc Nạp Lan sẽ trở thành đại tộc siêu cấp ở vũ trụ quan huyên. Nạp Lan Ca không chỉ là chủ mẫu của thư viện quan huyên, mà còn là các chủ của tiên bảo các, có thể nói, với quan hệ này, việc tộc Nạp Lan bay xa hơn chỉ là vấn đề thời gian. Thấy bộ dạng của đám người tộc Nạp Lan danh cau mày. Giờ phút này, ông ấy ngoài kích động, còn có chút cảnh giác. Người ngông cuồng nhất định sẽ gặp họa. Ông ấy phải kiềm chế tốt người trong tộc mới được, nếu không, một khi tộc Nạp Lan bành trướng thì tai họa nhất định sẽ giáng xuống đầu họ. Diệp Tiêu ở một bên lúc này cũng hơi đề phòng, bởi vì gia tộc họ Diệp lúc này cũng đã bắt đầu hơi bành trướng. Đây cũng là chuyện bình thường. Dù sao, Diệp Quân vẫn luôn coi mình là người gia tộc họ Diệp. Hôm nay Diệp Quân là vua của vũ trụ quan huyên. Chắc chắn gia tộc họ Diệp sẽ phất lên như diều gặp gió. Diệp Tiêu và Nạp Lan Danh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều mang theo vẻ lo âu. Tiếp theo, làm thế nào để kiềm chế người trong tộc cũng là một vấn đề lớn. Sau khi Diệp Quân và Nạp Lan Ca rời đi, đám cường giả thư viện quan huyên đều lần lượt rút lui. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua bầu trời, trầm mặc không nói gì. Người đàn ông kia có lẽ sẽ không quay lại nữa. Sau khi im lặng một lúc lâu, Lý Bán Chi lắc đầu cười khẽ rồi xoay người rời đi. Bây giờ, vũ trụ quan huyên đã có chủ nhân mới, viện phó nội các như bà ấy cũng tới lúc nên nghỉ hưu rồi. Phía xa, Tịch Huyền nhìn Diệp Quân và Nạp Lan Ca rời đi, sau khi im lặng một lúc, cô ấy cũng xoay người đi. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân và Nạp Lan Ca, vẻ mặt phức tạp. Buông bỏ, nhưng lại không cam lòng. Cách đó không xa. Nam Lăng Nhất Nhất im lặng mỉm cười rồi xoay người rời đi. Không nghĩ nhiều, tim sẽ không chua xót và đau đớn. Phí Bán Thanh nhìn Nạp Lan Ca và Diệp Quân ở phía xa, trên mặt nở một nụ cười. Cuối cùng hai đứa này cũng nếm được mật ngọt sau những đắng cay rồi. Phí Bán Thanh im lặng một lúc, cũng xoay người rời đi. Diệp Quân kéo Nạp Lan Ca đi tới một chỗ xa, hắn cứ vậy kéo chặt Nạp Lan Ca, không nói gì cả. Nạp Lan Ca đột nhiên nhẹ giọng nói, mọi chuyện giống như mơ vậy. Diệp Quân khẽ gật đầu, trong lòng hơi bùi ngùi, khoảng thời gian này, những chuyện xảy ra với hắn cũng tựa như một giấc mơ. Kiếm chủ nhân gian là cha của hắn. Các chủ tiên bảo các là mẹ của hắn. Nếu là trước kia thì đây là chuyện căn bản không dám nghĩ tới. Nhưng bây giờ đều đã xảy ra với bản thân hắn. Nạp Lan Ca đột nhiên dừng bước, cô nhìn về phía Diệp Quân. Không nói gì. Diệp Quân cũng dừng chân, hắn nhìn Nạp Lan Ca, nhẹ giọng nói, sao vậy? Nạp Lan Ca đột nhiên nở nụ cười, cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Quân, dịu dàng nói, khoảng thời gian này chịu khổ nhiều rồi đúng không? Diệp Quân cầm tay Nạp Lan Ca,
nhếch miệng cười, vẫn ổn. Nạp Lan Ca đột nhiên lấy túi vải nhỏ mà Tần Quan cho cô, nhìn về phía Diệp Quân, nhẹ giọng nói, tiên bảo các vẫn là của huynh. Diệp Quân đột nhiên nói, của huynh và của muội có khác gì đâu chứ. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Diệp Quân kéo Nạp Lan Ca đi tiếp về phía xa, cười nói, mẹ huynh là một người thông minh, bà ấy giao tiên bảo các cho muội nhất định có ý riêng. Nạp Lan Ca ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, ừ. Diệp Quân đột nhiên nói, nếu theo hôn ước thì chúng ta sớm đã thành thân rồi. Nạp Lan Ca hơi sửng sốt, quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cười nói, thành thân ư. Diệp Quân gật đầu, thành thân. Nạp Lan Ca mở to mắt nhìn, thành thân, sau đó làm gì? Diệp Quân nghĩ, sau đó nói, dựa theo thủ tục cổ xưa, sau khi thành thân chính là động phòng. Gương mặt Nạp Lan Ca dần đỏ bừng, cô đột nhiên nở nụ cười danh mãnh, thật ra, cũng có thể động phòng trước khi thành thân mà. Diệp Quân hơi sửng sốt, sau đó nói, ừ thì. Mặc dù không hợp quy củ, nhưng huynh nghĩ cũng không phải là không thể. Nghe Diệp Quân nói thế, Nạp Lan Ca bỗng trở nên thẹn thùng, cô dùng sức nhéo lòng bàn tay Diệp Quân, sao huynh có thể muốn những chuyện này chứ? Nhìn Nạp Lan Ca yêu kiều xinh đẹp trước mặt, trong lòng Diệp Quân đột nhiên nóng hừng hực, sau đó nói, hay là. Chúng ta thử xem sao, huynh lúc nào cũng có thể. Tiểu Tháp đột nhiên nói, có phải ngươi không xem hai người chúng ta là người phải không? Diệp Quân. Nghe Tháp gia nói vậy, Diệp Quân hơi ngượng ngùng. Hắn quên mất còn có Tháp gia và đại lão thần bí. Không biết làm thế nào mới giấu được Tháp gia đây. Nạp Lan Ca mỉm cười nhìn Diệp Quân trước mặt rồi tiến lên, Diệp Quân chưa kịp phản ứng, cô đã hôn nhẹ lên môi Diệp Quân. Cả người Diệp Quân cứng đờ tại chỗ. Nạp Lan Ca lập tức tách ra. Cô nhìn thanh niên trước mặt, cười rồi khóc. Diệp Quân ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Nạp Lan Ca, nhẹ nhàng nói, sao vậy? Nạp Lan Ca mỉm cười, muội vui quá. Diệp Quân ôm Nạp Lan Ca trong lòng, nói, huynh sẽ không để muội bị thương nữa. Nạp Lan Ca vòng tay ôm Diệp Quân, vùi đầu vào vai Diệp Quân, từ từ nhắm mắt lại, vâng. Nói xong, cô ôm Diệp Quân chặt hơn. Thực ra trong khoảng thời gian cô trở thành linh hồn, cô đã biết rất nhiều chuyện, chẳng hạn như một vài cô gái nào đó. Một lúc lâu sau, Diệp Quân đẩy Nạp Lan Ca ra. Tinh không của chiến trường hư chân xám xịt, không có bất kỳ ánh sao nào, mang theo cảm giác ngột ngạt nặng nề. Trong bóng tối xung quanh hai người, có vô số cường giả đang bảo vệ họ. Cả đoạn đường, Diệp Quân vốn trầm mặc nhưng hôm nay lại nói rất nhiều, nói mãi không dứt. Còn Nạp Lan Ca bị hắn kéo đi lại nói rất ít. Nhưng trên mặt lại nở nụ cười tươi. Tiểu Tháp nói, thằng nhóc kia, người có muốn đến biển tinh không không? Diệp Quân hơi bất ngờ, biển tinh không ư? Tiểu Tháp nói, đúng vậy, trước đây cha ngươi đã để lại hai con hạc giấy ở đó, người không muốn đi xem thử sao? Diệp Quân chớp chớp mắt, cái này, không ổn lắm nhỉ? Tiểu Tháp nói, có lẽ sẽ có vài lợi ích gì đó. Diệp Quân gật đầu, đi xem thử đi. Ngộ nhỡ cha để lại cho hắn bảo vật tuyệt thế nào đó thì sẽ kiếm được một khoản lớn. Diệp Quân hỏi, đến biển tinh không bằng cách nào? Tiểu Tháp đáp, bây giờ ngươi là thiếu chủ của thư viện Quan Huyên, ngươi nói với bọn họ một tiếng, bọn họ sẽ dẫn ngươi đi. Diệp Quân khẽ gật đầu, quay người lại nói, người đâu? Vừa dứt lời, một ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện bên người Diệp Quân, cung kính nói, tiểu chủ có gì cần dặn dò? Diệp Quân nói, ta muốn đến biển tinh không? Ông lão nói, xin chờ chút, ta sẽ dọn đường ngay. Nói xong, ông ta định rời đi. Diệp Quân hơi bất ngờ. Dọn đường. Diệp Quân khẽ nhíu mày, không cần làm loạn lên như vậy. Ông lão vội vàng nói, ta hiểu rồi. Vị thiếu chủ này không thích chủ nghĩa hình thức. Ông lão phất tay phải, cách đó không xa, thời không tách ra, thiếu chủ mẫu, mời. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn Nạp Lan Ca, cười nói, huynh đưa muội đến một nơi. Nạp Lan Ca gật đầu, được. Diệp Quân dẫn Nạp Lan Ca vào đường hầm thời không, hai người vừa biến mất, 36 vị cường giả thần bí áo đen tay cầm lưỡi xích xuất hiện, rồi đồng loạt phá vỡ thời không, lập tức biến mất luôn. Ông lão vẫn nghiêm túc tại chỗ.
36 người Tần các chủ của Tiên Bảo các để lại thật đáng sợ. Ông lão do dự một lát rồi không đi theo nữa, bởi vì có 36 người này bảo vệ, sẽ không có ai trong vũ trụ quan huyên dám làm hại Diệp Quân. Biển tinh không. Khi Diệp Quân và Nạp Lan Ca bước vào biển tinh không, cả hai đều sững sờ. Đẹp quá! Cả hai không khỏi trầm trồ. Trong biển tinh không, những vì sao tỏa sáng rực rỡ, ánh sao vô tận đủ màu sắc, xung quanh là những cây cổ thụ. Ở đây có khá nhiều người. Hơn nữa, đều là cặp đôi. Sau khi Diệp Quân và Nạp Lan Ca xuất hiện, mọi người đều nhìn hai người họ. Trai tài, gái sắc. Phải nói rằng ngoại hình của Diệp Quân và Nạp Lan Ca thật sự rất nổi bật. Hai người vừa xuất hiện đã trở thành cặp đôi đẹp nhất. Dưới sự chỉ dẫn của Tháp Gia, Diệp Quân và Nạp Lan Ca đến dưới một gốc cây, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên, trên cành cây treo những con hạc giấy nhỏ. Chẳng mấy chốc, ánh mắt của Diệp Quân đã dừng lại ở một cành cây treo ba con hạc giấy nhỏ. Diệp Quân hỏi, Tháp Gia, đây là hạc giấy do cha ta để lại sao? Tiểu Tháp nói, đúng vậy. Diệp Quân mỉm cười, xòe bàn tay ra, ba con hạc giấy khẽ lay đưa. Lúc này, một người đàn ông bỗng đi tới, gã còn ôm theo hai cô gái xinh đẹp, đi thẳng đến chỗ Diệp Quân và Nạp Lan Ca, gã nhìn chằm chằm Nạp Lan Ca, cười nói, cô nương, chúng ta làm quen đi, ta. Lúc này, không gian vô cùng tĩnh lặng, một lưỡi đao chém ngang cổ người đàn ông, một giây sau. Xẹt. Đầu và cổ người đàn ông lập tức tách rời. Máu còn chưa kịp bắn ra, khoảnh khắc đầu và cổ người đàn ông bị tách rời, gã đã chết tức tưởi. Như thể chưa từng xuất hiện. Hai cô gái xinh đẹp kia kinh ngạc, một giây sau lập tức quay người bỏ chạy. Diệp Quân không thèm để ý đến đối phương, hắn xòe bàn tay ra, ba con hạc giấy nhỏ bay vào trong tay hắn. Trên ba con hạc giấy nhỏ vẫn còn lưu lại một tia kiếm quang, nhưng khi gặp hắn, tia kiếm quang kia khẽ rung động, sau đó từ từ tiêu tan. Diệp Quân mở con hạc giấy bên trái ra, trên đó chỉ có một câu, hy vọng ca ca luôn luôn vui vẻ. Diệp Quân hơi tò mò, Tháp Gia, đây là cái gì? Tháp Gia nhẹ nhàng nói, cái này là cô váy trắng của ngươi để lại. Cô váy trắng? Diệp Quân cười nói, Tháp Gia, ta nhớ trước đây ngươi từng nói ta có rất nhiều cô, chuyện này là thật sao? Tháp Gia đáp, thật, hơn nữa còn đánh nhau rất giỏi. Diệp Quân cười tâu toét, có nhiều họ hàng thật tốt. Tháp Gia, giọng nói bí ẩn nói, hình như hắn thích cảm giác gọi người đến rồi. Tiểu Tháp trầm giọng nói, phải cho hắn chịu khổ, phải nghĩ cách khiến hắn chịu khổ. Diệp Quân bật cười, cất con hạc giấy đi, sau đó mở con hạc giấy thứ hai, trên đó viết, hy vọng các thanh nhi đều vui vẻ mỗi ngày. Diệp Quân trầm mặc. Hiển nhiên, đây là do cha hắn viết. Một lúc sau, hắn mở con hạc giấy cuối cùng ra, trên đó là một lá thư. Cuộc đời của Diệp Huyền ta, nửa đời đầu quá khổ cực, ta luôn nghĩ nếu không có thanh nhi cùng bầu bạn thì cuộc sống này thật không có ý nghĩa. Nửa đời sau, ta không ngừng nỗ lực theo bước chân của thanh nhi và cha, muốn đạt đến tầm cao như họ, nhưng kẻ thù của ta rất mạnh, không gọi thanh nhi đến thì chết, gọi thanh nhi đến thì trở thành vua dựa dẫm. Đương nhiên ta không muốn chết, vì vậy thế giới này đã có thêm một vua dựa dẫm vào người khác. Nhưng cũng không sao cả, được sống là tốt lắm rồi. Chỉ những người có cùng huyết thống với ta mới đọc được bức thư này. Khi người đọc bức thư này, có nghĩa là thời đại của Diệp Huyên ta đã thật sự kết thúc. Mặc dù hơi buồn nhưng không sao, bởi vì ta không cần mệt mỏi nữa. Con trai à, khi theo đuổi đỉnh cao, con đừng bỏ lỡ những người bên cạnh mình, cũng đừng quá mệt mỏi. Ta sẽ đến giúp con đánh kẻ thù mạnh nhất, cho dù cha không phá thần thành công, nhưng cha cũng muốn cùng con đối mặt với tất cả, không ai bắt nạt được con trai ta. Nếu có, thì có nghĩa ta đã chết rồi. Diệp Quân đọc thư rồi trầm mặc. Lúc này, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao cha hắn luôn trì hoãn đến bây giờ mới phá thần. Giờ khắc này, 18 năm không cam lòng cùng oán hận trong nháy mắt tiêu tan. Hai cha con cùng gánh vác. Diệp Quân mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng gấp thư lại, thu vào trong nhẫn không gian. Nạp Lan Ca nắm lấy tay Diệp Quân, nhẹ nhàng nói, cho dù con đường phía trước khó đi thế nào, muội cũng sẽ đi cùng huynh. Diệp Quân nắm chặt tay Nạp Lan Ca, gật đầu, được. Hắn nhìn cây tinh không,
cười nói, hay là chúng ta lưu lại một con hạc giấy nhé? Nạp Lan Ca cười nói, được. Diệp Quân xòe bàn tay ra, hai con hạc giấy ở trên bàn phía xa bay tới trước mặt Diệp Quân, hắn đưa Nạp Lan Ca một con rồi cầm bút lên, trầm tư một lúc mới viết. Nạp Lan Ca cũng bắt đầu viết. Một lúc sau, cả hai đã viết xong. Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca, cười nói, tiểu ca, muội viết gì vậy? Nạp Lan Ca đang định nói thì Diệp Quân nói tiếp, ta biết rồi, bí mật. Nạp Lan Ca lắc đầu, cô mở hạc giấy ra, trên đó viết, yêu Diệp Quân, mãi mãi. Diệp Quân sững sờ. Nạp Lan Ca nhìn con hạc giấy nhỏ của Diệp Quân, chớp mắt, không nói gì. Diệp Quân mỉm cười, mở hạc giấy ra, bên trên viết, yêu Lan Ca, mãi mãi. Nhìn thấy dòng chữ này, Nạp Lan Ca mỉm cười, cô nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt dịu dàng. Diệp Quân xòe bàn tay, hạc giấy của hắn và Nạp Lan Ca từ từ bay lên cây tinh không. Hai người quay người rời đi. Biển tinh không, nơi này không còn bí mật nào nữa. Diệp Quân đưa Nạp Lan Ca về thần điện hư chân, hai người cũng không thành thân vì không có thời gian. Bây giờ, hắn rất cần thời gian. Trước cổng đại điện của thần điện hư chân, Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca, bên cạnh hắn là An Nam Tịnh. Diệp Quân nhẹ nhàng nói, huynh đi đây. Nạp Lan Ca gật đầu, ta sẽ bảo vệ thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các cho huynh. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn An Nam Tịnh, nói tiền bối, chúng ta đi thôi. An Nam Tịnh gật đầu. Vào lúc hai người định rời đi, thời không phía xa mở ra, sau đó, một con đường vàng kim trải dài. Thế giới hư chân. Diệp Quân nhìn con đường vàng kim, nheo mắt lại. Nhanh vậy đã tới rồi sao? Đúng lúc này, một thanh niên chậm rãi đi ra từ trong con đường hư chân, thanh niên mặc gấm bào, tay phải cầm thương. Phía sau gã, vài thanh niên nữa lần lượt đi ra. Thiên tài yêu nghiệt của chân vũ trụ. Sau khi thanh niên áo bào đi ra, gã nhìn xung quanh một lượt rồi cau mày, linh khí vũ trụ này thật tệ hại. Một thanh niên áo trắng bên cạnh cười nói, thế giới này thật thấp kém. Những thần linh khác cũng gật đầu, vũ trụ này thật sự quá thấp kém. Vậy mà âm thần lại treo tưởng 100 triệu linh nguyên để giết Diệp Quân. Bọn họ đều đang tự hỏi có phải âm thần đang đùa hay không. Thanh niên áo bào đứng đầu nói, đừng coi thường thế giới này, kiếm chủ nhân gian sinh ra ở thế giới này đấy. Kiếm chủ nhân gian. Nghe vậy, sắc mặt của những người khác nghiêm túc. Bọn họ không quen thuộc vũ trụ Quan Huyên, dù sao bọn họ cũng không sinh ra từ 3.000 vạn năm trước, nhưng vẫn biết đến kiếm chủ nhân gian. Đây là người duy nhất tiến vào khu vực trung tâm của chân vũ trụ trong lịch sử. Đây là điều mà trước đây tộc Bác Thiên cũng không làm được. Thanh niên áo bào nói tiếp, âm thần là linh hồn của vũ trụ, thực lực và trí tuệ đều không thể nghi ngờ, bà ấy đã đưa ra 100 triệu linh nguyên, chứng tỏ Diệp Quân này, cũng chính là con của kiếm chủ nhân gian, không hề đơn giản, vì vậy mọi người không được khinh thường. Một vị thần linh trẻ gật đầu. Thanh niên áo bào nhìn về phía xa, hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ phấn khích, so với 100 triệu linh nguyên, ta có hứng thú với Diệp Quân hơn, nếu ta giết được hắn, rồi đem đầu hắn về chân vũ trụ, tương đương với việc rửa sạch nỗi nhục của việc kiếm chủ nhân gian đánh giết chân vũ trụ. Nghe vậy, đám thiên tài của chân vũ trụ phía sau gã cũng trở nên phấn khích. Nếu thật sự có thể mang đầu của Diệp Quân trở về chân vũ trụ, bọn họ không chỉ có thể rửa sạch nỗi nhục năm đó, mà còn nổi danh khắp chân vũ trụ. Nỗi nhục do kiếm chủ nhân gian mang đến cho chân vũ trụ, sẽ do con trai ông ấy trả, đây là điều đương nhiên. Thanh niên áo bào tiến lên, một bước này bước xa ngàn trượng gã nhìn xuống thần điện hư chân, cười lớn, Diệp Quân, ta đến lấy đầu ngươi đây. Đến lấy đầu mình sao? Trước cổng thần điện hư chân, ánh mắt Diệp Quân lóe lên vẻ lạnh lùng, đang định giơ tay ra thì lúc này một luồng ánh sáng màu đen bỗng lao lên trời, xuất hiện trước mặt thanh niên áo bào. Người đến chính là Diệp Khải. Diệp Khải nhìn thanh niên áo bào trước mặt, cười nói ta sẽ đánh với ngươi. Thanh niên áo bào nhìn Diệp Khải, ngươi không phải Diệp Quân. Diệp Khải cười nói, ta là Diệp Khải, huynh đệ của huynh ấy, giết ta thì ngươi có thể đánh với Diệp Quân. Thanh niên áo bào bình tĩnh nói, được. Nói rồi gã bỗng biến mất khỏi đó. Vèo. Thời không bỗng nổ tung, một tia sáng xuất hiện trước mặt Diệp Khải.
Diệp Khải bật cười, đến đây nào. Nói rồi y bỗng biến thành một tia lôi quang bắn ra xa. Ầm. Không lâu sau, khu vực thời không đó nứt ra từng chút một. An Nam Tịnh đứng trước thần điện hư chân bỗng nhìn Diệp Quân, đi thôi. Diệp Quân im lặng không nói. An Nam Tịnh nói, thực lực vị huynh đệ này của cậu không hề yếu, đừng lo. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn Nạp Lan Ca, tiểu ca, nơi này giao cho muội. Nạp Lan Ca gật đầu, huynh yên tâm. Diệp Quân cũng không nhiều lời nữa, lập tức biến mất khỏi đó cùng với An Nam Tịnh, bây giờ không phải lúc để bày tỏ tình cảm tình chàng ý thiếp. Còn chuyện động phòng cứ hoãn lại trước đã, dĩ nhiên cũng không thể hoãn quá lâu, sinh ra tiểu tiểu quân sớm một chút, sau đó bảo tháp ra dẫn dắt nó giúp mình. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân rời đi ở đằng xa, hai tay chậm rãi siết chặt lại. Lúc này Lý Bán Chi bỗng bước đến trước mặt Nạp Lan Ca, bà ấy nhìn Nạp Lan Ca rồi hơi cúi người xuống, sau đó lấy một tập sách nhỏ ra đưa cho Nạp Lan Ca. Đơn thôi việc. Nạp Lan Ca nhìn đơn thôi việc trước mặt, không nói gì. Lý Bán Chi mỉm cười, cũng im lặng. Nạp Lan Ca bỗng cúi người với Lý Bán Chi, sau đó nói, dì Chi, con và Diệp Quân có làm gì sai chọc giận gì sao? Lý Bán Chi lắc đầu cười nói, con nghĩ đâu thế, ta chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Nạp Lan Ca bỗng nắm lấy tay Lý Bán Chi nói, dì Chi, con biết tỏ ra giả tạo trước mặt gì đều chỉ là tự rước nhục thôi nên con sẽ nói ngắn gọn, con và Diệp Quân cần sự giúp đỡ của dì. Vũ trụ Quan Huyên rất nhỏ so với chân vũ trụ, nhưng đó cũng là nơi có rất nhiều thế giới. Cả vũ trụ Quan Huyên có đến 100 triệu vạn sinh linh. Có thể nói Lý Bán Chi đã có công rất nhiều vào việc vũ trụ Quan Huyên có thể phát triển vững vàng trong 3.000 vạn năm trở lại đây. Nếu bây giờ bà ấy từ chức chắc chắn sẽ là một tổn thất cực kỳ lớn với thư viện. Hơn nữa Nạp Lan Ca vừa tiếp nhận Tiên Bảo Các và thư viện, thiếu nhất là nhân tài như Lý Bán Chi. Lý Bán Chi nhìn Nạp Lan Ca trước mặt, không nói gì. Nạp Lan Ca nắm chặt tay Lý Bán Chi khẽ nói, dì Chi, nếu dì nhất quyết từ chức cũng không phải là không thể, nhưng có một việc dì phải hứa với con, đó là làm người chủ hôn cho con và Diệp Quân, trước lúc đó dì không thể đi được. Lý Bán Chi lắc đầu khẽ cười, con bé này thật là. Nạp Lan Ca mỉm cười, dì Chi, con còn rất nhiều thứ muốn nhờ dì dạy bảo. Đi thôi. Chúng ta vào điện rồi nói. Bà ấy kéo Nạp Lan Ca đi vào thần điện hư chân. Trong con đường thời không, Diệp Quân và An Nam Tịnh đang cấp tốc đi xuyên qua thời không. Diệp Quân bỗng hỏi, tiền bối đã từng đến chân vũ trụ chưa? An Nam Tịnh gật đầu, ta từng đến rồi. Diệp Quân lại chẳng hỏi thêm gì nữa. Bây giờ nghĩ quá nhiều không phải là chuyện tốt với hắn. Việc hắn nên làm bây giờ là làm sao để nâng cao thực lực của bản thân. Một năm. Chỉ có một năm phát triển quả thật quá thảm. An Nam Tịnh bỗng nói, cậu là võ thần à? Diệp Quân gật đầu, vâng. An Nam Tịnh khẽ gật đầu, hãy phát triển cho tốt. Tiểu tháp. Diệp Quân cười nói, được. Tu luyện kiếm và võ cùng lúc. Không phải là không được. Đúng lúc này, phía xa bỗng xuất hiện một luồng sáng trắng. Ngay sau đó hai người xuyên qua luồng sáng trắng đi đến một vùng đất hoang vu, phía cuối tầm nhìn là một ngọn núi. Khắp nơi trên núi là thi thể được chất thành đống như núi, xương cốt dày đặc, thi thoảng trên đỉnh núi còn vang lên những tiếng kêu thảm thiết, vô cùng chói tai. Cả ngọn núi đều có màu đỏ như máu, dưới chân núi là một biển máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Quân bỗng trở nên khó coi. An Nam Tịnh nhìn đỉnh núi khẽ nói, có một vị đại đế bất khuất được chôn ở trên đỉnh núi, người này đến từ vũ trụ bất khuất của mấy tỷ năm trước, năm đó ông ta dẫn dắt tộc của mình chống cự linh hồn của vũ trụ, cuối cùng đã thành công. Theo ghi chép, ông ta là người đầu tiên giết chết linh hồn của vũ trụ chỉ bằng một cơ thể phàm trần. Sau đó một mình ông ta đã giết chết hàng trăm vị thần đế, gần 10 thần linh trong trận đại chiến với chân vũ trụ, cuối cùng chân thần đích thân ra tay. Đánh 10 trận thì đều thua dưới tay chân thần nhưng không chịu nhượng bộ, trong trận chiến thứ 11 bỗng được khai ngộ, tiến thêm một bước, cốt hóa bất khuất cốt, ý hóa bất diệt ý. Thấy An Nam Tịnh không có ý nói tiếp, Diệp Quân vội hỏi, sau đó thì sao? An Nam Tịnh bình tĩnh nói, sau đó bị chân thần giết, xương cốt vỡ nát thành 108 miếng, ý chí bị trấn áp vô thời hạn, không bao giờ được luân hồi chuyển thế.
Diệp Quân lau mồ hôi trên trán, chân thần vẫn nên giao cho cha đánh thì hơn. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Quân thầm hỏi, Tháp gia, người có thể chống đỡ được những đòn của chân thần không? Tiểu Tháp nói, người đừng nghĩ ra cho ta mấy trò bạo gan như vậy nữa, nhanh chóng đi tu luyện đi. Mẹ nó chứ, tên khốn này cứ nghĩ ra mấy ý nghĩ nguy hiểm thế này. An Nam Tịnh bỗng gõ vào đầu Diệp Quân, không được phân tâm, nghe ta nói. Diệp Quân cười nói, vâng, mơ đẹp. An Nam Tịnh nói tiếp, 108 miếng bất khuất cốt này là vật vô giá với các tu sĩ ở thế gian này, có được một trong số đó thì có thể dựa vào đó để trở thành đế, thậm chí chứng đạo trở thành thần. Diệp Quân nhíu mày, chứng đạo thành thần, thần đế. An Nam Tịnh lắc đầu, trên thần đế là hư thần là một cảnh giới do chủ nhân bút đại đạo tạo ra, đạt đến hư thần tức là ngưng tụ được thần cách của mình. Cường giả ở cấp bậc này chỉ đứng sau linh hồn của vũ trụ. Diệp Quân hỏi, linh hồn của vũ trụ mạnh lắm sao? An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân do dự một chốc rồi nói, trước đây âm thần đó còn chưa đỡ được một chiêu của cha cậu. An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân không nói nữa. Diệp Quân cười nói, ta nói gì sai sao? An Nam Tịnh lắc đầu, bình tĩnh nói, không, lần sau gặp phải âm thần thì cậu cứ đánh với bà ta. Diệp Quân. An Nam Tịnh nói, đi thôi. Diệp Quân nhìn đỉnh núi rồi nói, lên đến trên đó là có thể lấy được bất khuất cốt sao? An Nam Tịnh nói, nghe nói là thế nhưng cụ thể thế nào thì ta cũng không biết. Diệp Quân xa sầm mặt mày. An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân, đi nhanh đi. Diệp Quân gật đầu, ừ. Nói rồi hắn xoay người đi đến ngọn núi bất khuất. An Nam Tịnh bỗng nói, khoan đã. Diệp Quân xoay người nhìn An Nam Tịnh. Bà ấy nói, không được phép gian lận. Gian lận. Diệp Quân khẽ nhíu mày, gian lận. Gian lận thế nào? An Nam Tịnh nói, không được phép dùng thanh kiếm đó của cậu. Diệp Quân sửng sốt, sau đó vội lấy kiếm hành đạo ra, kiếm này à? An Nam Tịnh gật đầu. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, tiền bối, chủ nhân của thanh kiếm này với đại đế bất khuất, ai mạnh hơn? An Nam Tịnh nhìn chằm chằm Diệp Quân, cậu còn không đi nữa thì ta đánh cậu đấy. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ, không dám nói gì thêm nữa, xoay người đi theo. Trực giác mách bảo rằng tiền bối này không đùa với hắn đâu. Bà ấy sẽ đánh thật đấy. Tiểu Tháp bật cười. Phải là An Nam Tịnh mới có thể chỉnh đốn được tên này. Mặc dù không phô trương nhưng lại có quá nhiều tâm tư xấu xa, không lúc nào là không muốn nghe ngóng thực lực của thiên mệnh váy trắng. Mặc dù tên này không gọi người đến nhưng lại có tiềm năng gọi người. Không thể có ý nghĩ này. Phải tiêu trừ ngay. Phải để tên này chịu chút khổ sở. Trên đường đi, Diệp Quân thầm nói, Tháp gia, chắc chắn đại đế bất khuất rất lợi hại nhưng vẫn chưa từng đánh bại được chân thần, mà cha ta lại có thể một mình khiêu khích chân thần, nói cách khác cha ta mạnh hơn đại đế bất khuất, đúng không? Tiểu Tháp nói, người muốn nói gì? Diệp Quân nghiêm túc nói, có thể tìm cha ta để lấy xương cốt không? Ta không cần nhiều, chỉ lấy hai cái xương sườn thôi. Tiểu Tháp run giọng nói, chết tiệt, ngươi đừng nói là ta dạy ngươi, ngươi quá đáng sợ. Diệp Quân, Tiểu Tháp toát mồ hôi lạnh. Mẹ nó chứ, tên khốn này đáng sợ quá. Cảm giác còn đáng sợ hơn cả cha hắn. Cha hắn còn chưa từng có suy nghĩ đáng sợ này đấy. Như nghĩ đến điều gì? Tiểu Tháp bỗng nói, thật ra ông nội ngươi cũng rất mạnh. Diệp Quân nhíu mày, ông nội ta. Tiểu Tháp nói, đúng thế, lần tới khi ngươi gặp ông ấy thì có thể tìm ông ấy lấy hai cái xương sườn, chắc ông ấy sẽ cho ngươi thôi. Giọng nói bí ẩn, ngươi muốn bẫy hắn sao? Tiểu Tháp nói, tên khốn này muốn ăn đòn. Giọng nói bí ẩn, ta khuyên ngươi đừng bẫy hắn, vì ngươi không mưu mẹo bằng hắn đâu, đến lúc đó người bị thiệt chỉ có ngươi thôi. Tiểu Tháp, xương của ông nội. Diệp Quân ngẫm nghĩ một lát. Trong lúc suy nghĩ hắn đã đi đến trước vùng biển máu, mùi máu tanh nồng nặc ập đến nhưng hắn lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại nhìn biển máu trước mặt, hắn cảm thấy hơi phấn khích. Cảm nhận được thế, Diệp Quân cũng giật mình. Hắn biết trong người mình có huyết mạch phong ma đặc biệt, huyết mạch này hơi biến thái, một khi giết người thì sẽ cảm thấy phấn khích, hơn nữa càng giết càng phấn khích. Hắn vẫn luôn nghi ngờ. Nghi ngờ ông nội trước kia không phải là người tốt. Dĩ nhiên chuyện này vẫn nên giấu trong lòng là tốt nhất, không
không thể nói ra ngoài, người của ông nội đều giỏi đánh đấm. Thu lại suy nghĩ, Diệp Quân nhìn vùng biển máu trước mặt, người hắn khẽ run lên, một kinh lôi trồi lên từ dưới chân, sau đó cả người xuất hiện ở dưới chân núi đằng xa. Trước mắt là một bãi thi thể, xương cốt. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, trên đỉnh núi loáng thoáng có thể nhìn thấy có vài người đang chậm rãi đi đến kiếp sau. Tất nhiên hắn không ngự kiếm bay lên núi, người ta đang đi rất chậm chắc chắn có nguyên nhân cả. Diệp Quân tìm được một lối đi nhỏ, sau đó đi lên núi, lúc này hắn hết sức phòng bị. Bất khuất cốt, chắc chắn không dễ lấy đâu. Diệp Quân lén quan sát người trên núi, hắn phát hiện vẻ mặt của đám người ở trên núi này tỏ ra vô cùng cảnh giác, thi thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn trên đỉnh núi. Đỉnh núi. Diệp Quân nhìn đỉnh núi, nhíu mày. Hắn biết nguy hiểm ở trên đỉnh núi. Diệp Quân lướt mắt nhìn, lúc này trên núi có khoảng 100 người, trông đều rất trẻ tuổi. Đi một lúc lâu cũng thấy không có gì khác thường, Diệp Quân bắt đầu chậm rãi tăng tốc nhưng đúng lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa, một tiếng gầm bỗng vang lên từ trên đỉnh núi. Trong tiếng gầm tức giận này kèm theo sự đau đớn và tức giận vô tận, còn có cả sự không cam lòng, cùng lúc đó một ý chí đáng sợ như một làn sóng ập xuống từ đỉnh núi. Thấy thế sắc mặt đám người trên núi đó lập tức thay đổi, ngay sau đó mọi người đều lấy các thần bảo được trang bị có thực lực mạnh bắt đầu chống lại ý chí này. Ý chí bất diệt. Diệp Quân cũng biến sắc, hắn vừa định lấy tiểu tháp ra, tiểu tháp bỗng nói, muốn để ta chắn giúp ngươi à? Diệp Quân vội gật đầu. Tiểu tháp bình tĩnh nói, ngươi mơ đẹp thế. Diệp Quân. Tự mình gánh chịu. Diệp Quân nhìn ý chí kéo đến như chục nghìn ngọn núi đè xuống kia, sắc mặt hắn vô cùng nặng nề. Không thể không nói, nó thật sự rất mạnh, chỉ một tia ý chí, hơn nữa còn là ý chí từ hàng tỷ năm trước đã có uy lực đáng sợ như thế, thật sự quá kinh khủng. Diệp Quân không suy nghĩ nhiều, hắn tiến lên một bước, một luồng kiếm thế dâng trào từ trong cơ thể hắn. Oanh! Kiếm thế mạnh mẽ cuộn lên như gió lốc, cuối cùng tập trung lại một nơi, sau đó biến thành một thanh kiếm phóng lên cao, kiếm thế hừng hực, thời không vỡ tan. Đối mặt với ý chí bất diệt đáng sợ này, hắn không phòng ngự mà lại tấn công. Kiếm thế phá không bay đi, nhưng vừa mới tiếp xúc với ý chí bất diệt kia thì... kiếm thế thoáng chốc vỡ tan. Con người Diệp Quân co lại, sau đó, hắn ta cảm thấy cơ thể của mình như bị đánh trúng một búa, lực lượng kinh khủng khiến hắn ta bay đi tận mấy trăm trượng, cuối cùng đập mạnh xuống biển máu kia. Biển máu xuất hiện một cơn sóng cao mấy chục trượng. Vô số bọt sóng dâng lên. An Nam Tịnh ở phía xa nhìn biển máu kia với nét mặt bình tĩnh. Một lúc lâu sau đó, có một người đàn ông từ từ bò dậy từ trong biển máu. Chính là Diệp Quân. Sau khi bò dậy, Diệp Quân nằm thẳng dưới đất, lúc này, cả người hắn đều đã nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn trào từ khắp mọi nơi trên cơ thể, đặc biệt là bụng và cánh tay phải, toàn bộ cánh tay phải bị nứt hoàn toàn, xương lộ ra trong tầm mắt. Bị thương nghiêm trọng, Diệp Quân lấy một viên đan dược ra ăn vào, sau khi đan dược vào trong cơ thể, một năng lượng màu vàng lan ra khắp cơ thể hắn, sau đó, cả người hắn bắt đầu hồi phục một cách nhanh chóng. Diệp Quân hít sâu một hơi, cười khổ một tiếng, không thể không nói, ý chí bất diệt kia đúng là quá mạnh. Đối diện với ý chí này, kiếm thế đại kiếm đế của hắn cũng chẳng phát huy được tác dụng gì. Dù yếu thế... Nhưng Diệp Quân lại càng hưng phấn hơn. Lúc này, trước mặt hắn không xa đột nhiên có một người bò ra khỏi biển máu đó là một cô gái. Sau khi bò ra, cô ấy lau đi máu trên mặt, như cảm nhận được điều gì, cô ấy chợt cau mày, sau đó nhìn về phía Diệp Quân ở xa. Khi cô gái lau sạch nước trên mặt, Diệp Quân sửng sốt. Cô gái này không xinh đẹp, phải nói là hơi xấu xí, má phải có một vết bớt đỏ như máu to bằng bàn tay. Vết bớt này che đi một bên mặt, nhìn thoáng qua còn có vẻ khá dữ tợn. Cô gái cũng bị thương rất nặng, trên người liên tục có máu tươi chảy ra, trông khá thê thảm. Cô gái nhìn Diệp Quân, không nói gì, nhưng trong mắt lại lộ vẻ đề phòng. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó hắn mở lòng bàn tay, một viên đan dược chậm rãi bay đến trước mặt cô gái. Một viên đan dược cấp tiên. Bây giờ hắn không có gì khác, chỉ có tiền và trang bị. Ra khỏi nhà, có thể kết bạn thì kết bạn, dù sao hắn cũng có tiền mà. Lúc đầu,
hắn vốn còn muốn tiết kiệm, nhưng sau khi nhìn thấy đan dược trong nhẫn không gian mà Tần Phong cho mình, hắn cảm thấy không cần phải tiết kiệm nữa. Chỉ đan dược cấp tiên đã có mấy triệu viên. Mấy triệu viên. Ngoài ra, đan dược cấp thần trên cấp tiên cũng có tận mấy triệu viên. Tiết kiệm. Từ bây giờ, cái từ này sẽ không xuất hiện trong cuộc đời hắn nữa. Vất vả 18 năm, đã đến lúc hưởng phúc rồi. Thấy viên đan dược cấp tiên trước mắt, cô gái kia thoáng sửng sốt, cô ấy nhìn về phía Diệp Quân bằng ánh mắt nghi ngờ. Diệp Quân cười nói, chỉ là đan dược cấp tiên thôi mà, cô nương không cần quá ngạc nhiên, không là gì đâu. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân, sau đó cô ấy lấy một viên đan dược ra, viên đan dược này vừa xuất hiện, một mùi thuốc nồng nặc lập tức lan tràn khắp xung quanh, linh khí trong thiên địa cũng nhanh chóng tập trung về phía cô gái. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân sửng sốt. Đan dược cấp đế. Cô gái nhìn Diệp Quân, sau đó cho viên đan dược cấp đế kia vào miệng. Nét mặt Diệp Quân cứng đờ. Mà sau đó, cô gái lại mở lòng bàn tay, một viên đan dược cấp đế chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân im lặng nhìn viên đan dược cấp đế trước mặt một lúc, sau đó nói, xin lỗi, ta không biết cô nương giàu như thế, ta cũng không có ý gì đâu, thật đấy. Cô gái không nói gì, nhưng cô ấy vẫn nhận viên đan dược cấp tiên kia, sau đó ngồi xuống một bên. Cô ấy ngồi xếp bằng, hai tay chắp trước ngực, tạo thành thủ ấn bí ẩn, sau đó, trên đầu cô ấy chợt xuất hiện một trận pháp, trong trận pháp liên tục có năng lượng chiếu xuống, hội tụ về phía cô ấy. Diệp Quân tỏ vẻ nghi ngờ, hắn thầm hỏi, tháp gia, cô ấy đang làm gì thế? Tiểu tháp đáp, không biết. Diệp Quân cau mày, mà giọng nói bí ẩn chợt lên tiếng, cô nương này lai lịch không đơn giản, cô ấy đang thi triển thần trận thượng cổ. Trận pháp này có thể khôi phục tinh khí thần và chữa lành vết thương giúp cô ấy nhanh chóng. Ví dụ, thương tích trên người các người giống nhau, người uống một viên đan dược cấp đế phải mất khoảng một khắc mới có thể hoàn toàn hồi phục, còn cô ấy chỉ cần mấy giây thôi. Hơn nữa, mỗi lần sử dụng trận pháp này có thể kéo dài một canh giờ, nếu thành tựu cao siêu hơn, thậm chí có thể kéo dài hơn một tháng. Lúc này, cô gái kia cũng đã đứng lên, lúc này, vết thương của cô ấy đã hoàn toàn hồi phục. Cô ấy nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó xoay người đi lên núi. Thấy thế, nét mặt Diệp Quân thoáng chốc trở nên nặng nề. Tốc độ phục hồi đúng là đáng sợ. Quan trọng nhất là trận pháp khôi phục lúc nào cũng có. Giọng nói bí ẩn lại vang lên, nơi này do một đám linh hồn vũ trụ chống lại chân thần năm đó xây dựng. Những người có tư cách đến đây đều không phải người bình thường, người đừng khinh thường ai cả. Diệp Quân gật đầu, ta biết mà. Sau đó, hắn đứng dậy đi lên núi. Lúc này, những người vừa bị ý chí kia đánh xuống lại đi lên đỉnh núi một lần nữa, ngoài Diệp Quân, nét mặt những người kia đều rất bình tĩnh. Rõ ràng là họ đã quen rồi. Diệp Quân nhìn về phía đỉnh núi, hắn chậm rãi bước đi, im lặng suy nghĩ. Ý chí khi nãy chính là ý chí bất diệt, tiếc là nó chỉ xuất hiện thoáng qua, nếu có thể cảm nhận kỹ hơn, chắc chắn thực lực sẽ được nâng cao rất nhiều. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân hỏi, tiền bối, ý chí bất diệt là gì? Giọng nói bí ẩn đáp, người có thể chết, hồn có thể tan, xương có thể vỡ, nhưng ý chí là bất diệt. Vì thế, dù đại đế bất khuất đã chết hơn trăm triệu năm, nhưng ý chí của ông ta vẫn còn tồn tại. Diệp Quân thắc mắc, chân thần cũng không tiêu diệt được nó à? Giọng nói bí ẩn cất lời, được, nhưng cũng không cần thiết phải làm thế. Diệp Quân gật nhẹ đầu, ta hiểu rồi. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Ý chí là bất diệt. Dù đã trải qua trăm triệu năm, nhưng ý chí vẫn không thể phai mờ, năm tháng cũng không ăn mòn được nó. Ý chí. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, đối diện những cao thủ chân chính thế này, hắn mới cảm nhận được bản thân nhỏ bé đến mức nào. Trước đó, sau khi chiến thắng Lục Thiên, dù hắn luôn nhắc nhở bản thân rằng không thể tự cao, không thể đắc ý, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn có cảm giác hơn người. Đại kiếm đế trẻ tuổi nhất vũ trụ Quan Huyên từ trước đến nay. Người đứng đầu thế hệ trẻ trong vũ trụ Quan Huyên. Hắn không có tư cách kiêu ngạo sao? Đương nhiên là có. Nhưng lúc này Diệp Quân mới thấy, danh xưng người trẻ tuổi đứng đầu và đại kiếm đế của vũ trụ Quan Huyên buồn cười đến mức nào. Tâm lý của hắn trước đây cũng giống như ếch ngồi đáy giếng,
chỉ có thể nhìn thấy bầu trời trong mắt mình rồi đắc ý vênh váo. Diệp Quân chợt cười khẽ. Tiểu Tháp hỏi, ngươi cười cái gì? Diệp Quân đáp, cười cho sự ngu xuẩn của bản thân. Tiểu Tháp khó hiểu, ngươi nói thế là sao? Diệp Quân hít sâu một hơi, khẽ nói, hai con dế no đủ vì sao vẫn luôn chiến đấu trong lon? Vì chúng ở trong một nơi nhỏ bé, tầm nhìn cũng hẹp hơn, chỉ nhìn thấy lợi ích trước mặt, ta không thể cứ làm ếch ngồi đáy giếng mãi được, ta phải nhìn xa hơn, người đứng đầu thế hệ trẻ của vũ trụ quan huyên. Ta cười vì sự ngu xuẩn của bản thân trước đây, để nó hạn chế mình, ta nên nhìn xa hơn, ta không muốn làm người đứng đầu thế hệ trẻ, ta muốn làm người đứng đầu vũ trụ chư thiên vạn giới này. Oanh! Sau khi nói xong, trong cơ thể Diệp Quân có một kiếm thế mạnh mẽ dâng trào, kiếm thế đại kiếm đế cũng xuất hiện như nước lũ. Diệp Quân bắt đầu bước nhanh lên đỉnh núi, không đúng, hắn đang chạy nhanh. Ha ha! Lúc này, giọng nói bí ẩn kia chợt cười to, giỏi, giỏi lắm. Tâm lý của tên này đúng là hiếm có, nếu không vì hắn đã được thiên mệnh váy trắng nhận làm người thừa kế, ta nhất định sẽ để hắn kế thừa đạo thống của ta. Tiểu Tháp khẽ nói, hắn sắp đột phá rồi ư. Giọng nói bí ẩn đáp không, nhưng đạo tâm của hắn lại cao thêm một bậc rồi. Ở chân vũ trụ, đạo tâm chia thành ba bậc, bây giờ hắn đang ở bậc thứ hai, đạo tâm vững chắc, tiến thêm một bậc nữa là đạo tâm viên mãn, sau đó tiếp tục tiến thêm một bước, hắn sẽ bước vào phàm cảnh, với thiên phú và tâm lý của hắn, có lẽ sẽ nhanh chóng bước vào phàm cảnh thôi. Tiểu Tháp cất lời, người cũng có thể dạy hắn, người dạy hắn võ, ta dạy hắn văn, chúng ta hợp tác, sau này nhất định sẽ đào tạo ra thiên tài vô địch thời đại. Giọng nói bí ẩn im lặng, không muốn đáp lời. Tốc độ của Diệp Quân càng lúc càng nhanh, mà hắn cũng thu hút sự chú ý của một vài người xung quanh. Tên này định làm gì vậy? Mọi người thầm thấy nghi ngờ. Mà khi Diệp Quân sắp đến gần đỉnh núi kia, trên đỉnh núi chợt vang lên tiếng gào thét. Oanh! Sau tiếng gào thét này, một ý chí đáng sợ kéo xuống từ đỉnh núi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, vội vàng sử dụng thần vật của mình. Còn Diệp Quân đang đứng đầu lại hé miệng cười, hắn xông về phía trước, ý chí hóa kiếm, đâm một phát về phía trước. Chống lại ý chí kia. Phòng ngự. Không thể nào. Hắn chỉ muốn chống lại nó thôi. Diệp Quân dốc hết sức lực vào trong chiêu kiếm này. Nhưng, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, ý kiếm trong tay Diệp Quân vỡ tan, Diệp Quân bay ra xa mấy nghìn trượng rồi nhanh chóng rơi xuống biển máu kia. Biển máu lập tức xuất hiện cơn sóng cao gần nghìn trượng. Mấy người trên núi cũng bị ý chí mạnh mẽ kia đánh bay, cuối cùng lần lượt rơi xuống biển máu. Một lúc lâu sau đó, Diệp Quân chậm chạp bò ra khỏi biển máu. Sau khi ra ngoài, Diệp Quân lập tức ăn vào một viên đan dược cấp đế. Sau khi ăn đan dược, vết thương trên người Diệp Quân lập tức hồi phục với tốc độ đáng sợ. Lúc này, cô gái trên mặt co bớt kia cũng bò khỏi biển máu ở chỗ cách Diệp Quân không xa, cô ta lau máu trên mặt, sau đó nhìn về phía Diệp Quân đang ngồi xếp bằng dưới đấy, không nói gì. Một lát sau, mọi người lại tiếp tục đi lên. Còn Diệp Quân, sau khi hồi phục, hắn cũng bắt đầu xông lên, nhưng lần này, hắn không leo núi nữa mà là ngự kiếm, bay về phía đỉnh núi. Thấy cảnh này, những người trên núi đều sửng sốt. Ngươi làm trò gì vậy? Diệp Quân nhanh chóng bay lên đỉnh núi, lúc này, lại có một tiếng quát vang lên từ bên trên, sau đó, ý chí đáng sợ lại kéo xuống. Mà lần này, ý chí cũng mạnh hơn lần trước rất nhiều. Nhận ra được điều này, mọi người đều thấy sợ hãi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trên núi đều bị ý chí đánh rơi xuống biển máu, kể cả Diệp Quân, hắn là người thê thảm nhất, rơi thẳng xuống biển từ trên không trung. Thân thể lại bị đánh cho tan nát. Nhưng hắn bò lên rất nhanh. Sau đó bắt đầu chữa thương. Mấy người vừa bò lên khỏi biển máu xung quanh đồng loạt nhìn về phía Diệp Quân, tỏ vẻ nghi ngờ. Tên điên này từ đâu đến vậy? Sau khi ăn một viên đan dược cấp đế, thương tích của Diệp Quân hồi phục rất nhanh, không lâu sau khi hồi phục, hắn lại xông lên đỉnh núi. Tiếp tục chiến đấu. Trong lúc Diệp Quân đang vất vả tu luyện, trong một tinh không không biết tên, có một người phụ nữ chậm rãi bước đi. Người phụ nữ có mái tóc dài xõa xuống, mặc váy trắng, ánh mắt lạnh như băng,
không chứa đựng chút cảm xúc nào. Trong tay phải bà ấy cầm một người gỗ nhỏ. Lúc này, bà ấy chợt dừng bước, cách chỗ bà ấy chục nghìn trước có một kiếm tu mặc trường bào màu trắng. Tiêu Dao kiếm tu. Tiêu Dao kiếm tu chậm rãi xoay người, ông ấy nhìn người phụ nữ váy trắng, cười khẽ, chiến đấu được rồi chứ? Thiên mệnh váy trắng bình tĩnh đáp, được rồi. Tiêu Dao kiếm tu gật đầu, nơi này nằm ở biên giới vũ trụ, vô tận vô biên, rất phù hợp để đánh một trận. Dứt lời, ông ấy lập tức muốn ra tay, nhưng lúc này, thiên mệnh váy trắng chợt nói, đợi đã. Tiêu Dao kiếm tu nhìn thiên mệnh váy trắng với vẻ khó hiểu. Thiên mệnh váy trắng chậm rãi nhắm mắt, một lát sau, bà ấy cất người gỗ nhỏ đi, sau đó vung tay áo, quát lên, Dương Diệp, đi ra đây. Vụt! Thời không vỡ tan, ở cuối đường hầm thời không thấp thoáng nhìn thấy một người đàn ông mặc áo xanh. Lúc này, người đàn ông bước một bước về phía trước, đi thẳng tới chỗ cách người phụ nữ váy trắng khoảng nghìn trượng. Người đàn ông quay đầu nhìn thoáng qua, như nhìn thấy điều gì. Ông ấy cười to, cuối cùng nhi tử của ta cũng leo được tới cấp bậc kia rồi. Thiên mệnh váy trắng nhìn hai người bằng ánh mắt lạnh như băng, không phải hai người vẫn luôn đi tìm chết à. Sau đó, bà ấy đi về phía hai người, thế thì hôm nay, hai người chịu chết đi. Dứt lời, bà ấy mở lòng bàn tay, quát to kiếm đến. Oanh! Trong nháy mắt, hàng tỷ ánh sao biến mất, vô số tinh hà vũ trụ vỡ tan tành. Sau lưng bà ấy có muôn vàn đại đạo đang bốc cháy, đang sụp đổ. Ong! Lúc này, một thanh kiếm bay vào tay bà ấy. Kiếm Thanh Huyên, Thanh Nhi, Diệp Huyên. Khi bà ấy cầm lấy thanh kiếm, hàng tỷ vũ trụ tinh hà lập tức sống lại. Thiên mệnh váy trắng nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt lạnh như băng chết đi. Sau đó, bà ấy biến mất khỏi chỗ vừa đứng. Xoẹt! Kiếm quang xuất hiện. Sau mấy chục nghìn năm, đây là lần đầu tiên bà ấy nghiêm túc xuất kiếm. Núi bất khuất. Diệp Quân dừng bước, mở lòng bàn tay ra, thấy kiếm hành đạo đang chấn động kịch liệt. Thấy thế khiến hắn không khỏi sửng sốt. Thanh kiếm càng lúc càng rung lên dữ dội. Có gì đó bất thường. Diệp Quân vội hỏi, tháp gia, có chuyện gì vậy? Tiểu tháp không đáp mà lại nơm nấp hỏi giọng nói thần bí kia, đây. Đây là gì vậy? Giọng nói kia trả lời sau một hồi im lặng, nếu ta đoán không sai thì tam kiếm đánh nhau rồi. Cái gì? Tiểu tháp hoảng hốt, sao lại đánh vào lúc này? Làm vậy rồi, chân thần biết làm thế nào? Trời ơi! Giọng nói bí ẩn không đáp. Tiểu tháp, nhưng cũng phải. Chủ nhân và tỷ tỷ váy trắng năm ấy sở dĩ nhẫn nhịn chính là vì tiểu chủ, mà nay tiểu chủ đã vô địch rồi, họ tất nhiên không cần phải nhịn nữa. Nhưng... vậy thì chân thần phải làm sao đây? Giọng nói bí ẩn, chân thần là người vô địch ở chân vũ trụ, kiếm chủ nhân gian tuy có thể địch lại nhưng... bà ta có hàng tỷ sinh linh làm căn cơ, một khi kêu gọi chúng tương trợ thì... ta cũng không biết nữa, ta không nhìn thấu được cục diện này. Tiểu tháp lại hỏi, chân thần rốt cuộc mạnh đến đâu? Giọng nói bí ẩn im lặng một hồi mới đáp, ta chỉ biết tam kiếm nội chiến sẽ tạo ra cục diện thế này. Chân thần không giết kiếm chủ nhân gian, kiếm chủ nhân gian cũng không kết liễu được chân thần, cho dù có thể giết thì cũng không dám. À không, đúng hơn là không thể giết, bởi chân thần còn đang trấn áp vũ trụ kiếp. Bà ấy thoáng dừng lại, kết quả trận đại chiến giữa họ ra sao thì ta không biết, chỉ biết rằng tiểu tử này sắp gặp khó rồi. Tiểu tháp im lặng, mấy người mạnh nhất trong nhà đang đánh nhau, cha cũng bị kiềm chân, vậy mà đối thủ kế tiếp của Diệp Quân lại là cả chân vũ trụ. Nó bỗng hiểu ra vì sao lão chủ nhân một mực phải phái người Dương tộc đến rồi. Có lẽ ngài ấy đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay. Một khi tam kiếm đánh nhau, thì chắc chắn sẽ đánh đến chết. Ai bảo cả ba người đều muốn được chết làm gì? Muốn chết thật? Không đùa. Thôi thế là xong rồi. Tiểu tháp luống cuống. Xem ra tiểu quân tử hết cơ hội trở thành Kháo Sơn đế rồi. Lúc này... Diệp Quân bỗng hỏi, tháp gia, có chuyện gì vậy? Tiểu tháp không nói. Giọng nói bí ẩn lại vang lên, tạm thời đừng cho hắn biết chuyện này. Tiểu tháp im lặng một hồi mới trả lời Diệp Quân, không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều. Lời này làm Diệp Quân cau mày. Trực giác mách rằng tháp gia đang nói dối. Hắn nhìn kiếm hành đạo đang chấn động trong tay một hồi rồi thu nó vào.
trước mắt vẫn nên tập trung vào nâng cao sức mạnh thôi. Lại nghe Tiểu Tháp nói, tiểu tử à, phải cố gắng lên, thật sự cố lên. Trước đó nó vẫn còn thảnh thơi lắm. Có tam kiếm ở đây thì chân thần với chủ nhân bút đại đạo là cái thá gì. Nào ngờ ba vị kia quay sang đánh nhau. Nói nó không sợ mới là lạ. Diệp Quân im lặng một hồi rồi đáp, ta sẽ cố gắng, Tháp gia. Hắn toàn tiếp tục đi tới thì thấy một thiếu niên xuất hiện trước mặt, trần trừ quan sát hắn một hồi rồi hỏi, vị huynh đài này định làm gì? Diệp Quân trả lời đầy hoài nghi, đương nhiên là tu luyện. Thiếu niên, tu luyện nơi này cần phải cảm ngộ, từng bước đi lên. Sau khi lên đỉnh thì đợi ý chí bất diệt xuất hiện rồi cứ thế lặp đi lặp lại để rèn luyện ý chí bản thân, ngươi làm như vậy thì bọn ta xong đời cả đám. Diệp Quân, ta cảm ngộ xong rồi. Thiếu niên sửng sốt, xong rồi. Hắn gật đầu. Thiếu niên, vậy ngươi cảm ngộ được gì? Có thể chia sẻ không? Diệp Quân chân thành nói, suy nghĩ của ta rất đơn giản, không chỉ muốn trong lòng mà còn phải hành động. Mong muốn là cơ sở, nhưng hành động mới là mấu chốt. Như nghĩ đến điều gì, hắn tiếp cận đối phương, đặt tay phải ra sau, lấy kiếm ra, các hạ đến từ chân vũ trụ. Chân vũ trụ. Sống trên đời không thể giáp tâm hại người nhưng cũng không thể không có lòng phòng bị, vì vậy Diệp Quân cẩn thận là đương nhiên. Thiếu niên cũng bất chợt ra vẻ phòng bị khi cảm nhận được người trước mắt trở nên nguy hiểm. Hắn ta liên tiếp lùi lại, nói, không phải, ta đến từ huyền giới, một trong vạn giới. Diệp Quân cau mày, huyền giới. Thiếu niên kia gật đầu, chính xác. Rồi hỏi Diệp Quân, còn ngươi? Hắn đáp, vũ trụ quan huyên. Vũ trụ. Câu trả lời khiến đối phương ngẩn người, vũ trụ quan huyên. Diệp Quân gật đầu. Sắc mặt thiếu niên trở nên phức tạp. Hắn hỏi, sao vậy? Thiếu niên nói, cho đến nay, chỉ có bốn nơi được gọi là vũ trụ và được chân vũ trụ công nhận, gồm có vũ trụ bàn vũ trụ vô gian ngoài biên giới, vũ trụ bác thiên và cuối cùng và vũ trụ quan huyên các ngươi. Diệp Quân nhíu mày, chỉ có bốn thôi. Thiếu niên gật đầu. Nhìn hắn đầy kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không biết? Hắn lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Thiếu niên càng thêm hoài nghi, trông thực lực của ngươi thì cũng không phải người thường, sao lại không biết những thưởng thức này? Diệp Quân ôm quyền, mong huynh đài chỉ giáo cho. Thiếu niên nhìn hắn, vũ trụ lớn nhất hiện nay đương nhiên là chân vũ trụ, xếp bên dưới là tứ đại vũ trụ ta vừa nhắc đến, dưới nữa là vạn giới và chư thiên, rất rất nhiều nên chưa ai thống kê xem có tổng cộng bao nhiêu. Nổi danh trong đó là thập đại giới và thập đại chư thiên, chính là 10 nơi đứng đầu trong mỗi loại. Diệp Quân cau mày, còn số vũ trụ lại ít đến vậy sao? Thiếu niên lắc đầu, không phải ít mà là chỉ khi nào được chân vũ trụ công nhận thì mới trở thành vũ trụ. Vũ trụ quan huyên của ngươi thật ra rất nhỏ, còn không bằng một số thế giới lớn, nhưng các ngươi lại có kiếm chủ nhân gian từng dẫn người xâm nhập chân vũ trụ, nhất chiến thành danh. Từ đó trở đi. Chân vũ trụ mới không thể không công nhận vũ trụ quan huyên trở thành vũ trụ. Kiếm chủ nhân gian. Diệp Quân không khỏi mỉm cười khi thấy người ở vũ trụ khác tôn kính cha mình đến vậy. Bỗng dưng thấy tự hào vô cùng. Tựa như dưới thế tục, nếu thế hệ trước sản sinh ra một vị đại tướng bảo vệ nước nhà thì đời sau chắc chắn cũng sẽ lấy đó làm kiêu ngạo. Nhưng hắn biết vinh dự này thuộc về cha. Hắn sẽ tự hào, nhưng sẽ không xem nó như của mình. Vinh dự của hắn, hắn sẽ liều mạng để tạo nên. Thiếu niên lại nói, mà hiện nay chỉ có một mình vũ trụ quan huyên là không phải xưng thần cống nạp cho chân vũ trụ. Diệp Quân nhíu mày, xưng thần cống nạp. Thiếu niên cười khổ, người sống ở vũ trụ quan huyên thì làm sao mà biết. Ta nói cho ngươi nghe, những thế giới khác đều phải cúi đầu xưng thần, cống nạp cho chân vũ trụ, bằng không sẽ bị họ xua đại quân đến san thành bình địa. Theo ta được biết. Chân vũ trụ đã tấn công vũ trụ quan huyên không chỉ một lần, nhưng lần nào các ngươi cũng đứng vững, đúng là lợi hại. Diệp Quân không đáp. Hắn chợt nghĩ đến mấy triệu thanh kiếm cắm chi chít trong mộ phần kiếm tông ở thư viện quan huyên. Ngần ấy thanh kiếm đại diện cho mấy triệu kiếm tu đã bỏ mình. Và còn vô số cường giả khác không đến từ kiếm tông. Vũ trụ quan huyên là do thế hệ trước dùng chính sinh mệnh để bảo vệ. Nghĩ đến đây. Diệp Quân chợt cảm thấy đôi vai mình nặng thêm nghìn cân. Nặng, quá nặng. Thiếu niên kia lại hỏi, huynh đài xưng hô thế nào?
Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, đáp: Diệp Quân. Thiếu niên ôm quyền, ta là Liên Song, đến từ thành Tiên Đế. Diệp Quân tò mò hỏi, Liên Huynh đã ở đây bao lâu rồi? Liên Song cười khổ, 3 năm rồi. 3 năm. Diệp Quân gật đầu, cảm thấy đúng là có hơi lâu thật. Mà hắn lại không có ngần ấy thời gian. Liên Song trần trừ lên tiếng, Diệp Huynh, thứ cho ta lỗ mãng, ban nãy người nói đã cảm ngộ được. Hắn ta biết hỏi như vậy là bất lịch sự, nhưng thấy Diệp Quân tính tình khiêm tốn dễ gần nên quyết tâm thỉnh giáo một phen. Nếu đối phương không chỉ thì cũng không sao, cùng lắm là xin lỗi vậy. Nhưng nếu đối phương sẵn lòng chỉ bảo thì có thể sẽ giúp hắn ta rất nhiều. Bước lên võ đạo là phải tranh giành, nhưng không phải lúc nào cũng vứt não mà đi tranh, vẫn phải có lúc biết khiêm tốn. Diệp Quân cười nói, cảm ngộ của ta cũng đơn giản thôi. Vị tiền bối đại đế bất khuất này từng là siêu cường giả tuyệt thế vô song, ý chí của ông ấy tồn tại qua 100 triệu năm mà không bị hao mòn, chắc chắn không phải kiểu người chịu bị sai bảo, lại càng không thích ai sợ sệt trước mình. Vì vậy khi đối mặt với ý chí của ông ấy, có thể kính nhưng không thể sợ, nên chúng ta cần tìm cách đánh bại nó chứ không phải nghĩ ngợi lung tung qua ngày. Âm lượng hắn rất to nên không chỉ Liên Song mà những người khác xung quanh cũng nghe được. Nghe xong, ai nấy đều rơi vào trầm tư. Có thể đến được đây đều không phải hạng tầm thường, vì vậy đều bắt đầu suy nghĩ trước những lời này. Hợp lý đấy chứ. Nếu ngày nào cũng khép nép khúm núm. Xem đối phương như thần thì người như đại đế bất khuất liệu sẽ ghé mắt chịu nhìn sao? Chắc chắn chỉ có xem thường mà thôi. Tựa như những người suốt ngày nịnh nọt ton hót trong thế tục vậy, làm sao có thể được nữ thần để ý đến? Càng xu nịnh thì càng tổ bị coi khinh mà thôi. Liên Song đứng đối diện Diệp Quân rơi vào im lặng một hồi lâu, sau đó siết tay lại. Không chỉ hắn ta mà ánh mắt của những người khác cũng có điều thay đổi. Có người trở nên kiên định hơn. Có người trở nên dữ tợn hơn. Diệp Quân chỉ quan sát bọn họ một lượt, mỉm cười không nói. Tiểu Tháp hỏi, sao ngươi lại nói cảm ngộ của mình cho họ? Không sợ họ giành mất bất khuất cốt à? Diệp Quân khẽ cười, người đến đây hầu hết đều là thiên tài cao cấp từ chư thiên vạn giới. Nếu ta có thể kết thiện duyên với họ thì sao lại không làm? Tuy có cha và ông nội chống lưng cho nhưng ta cũng không thể mãi dựa dẫm vào họ. Vậy nên trừ nỗ lực tu luyện ra thì cũng phải phát triển mạng lưới giao thiệp. Hôm nay ở đây có trên 100 người, nếu có thể làm quen với vài người bạn tốt cũng đã đáng giá rồi. Tiểu Tháp âm thầm thở dài, tính tình thằng nhóc này đúng là hoàn toàn trái ngược với cha và ông nó. Giọng nói bí ẩn đồng ý, đúng vậy. Bỗng thấy Liên Song lắc đầu cười, nghe Diệp Huynh nói như được thông suốt vậy. Hắn ta nhìn về đỉnh núi với ánh mắt phức tạp. Có những lúc một khi đã dùng sai phương pháp thì cố gắng đến đâu cũng thành công cốc. Diệp Quân cười, lời ta nói chưa chắc đã đúng, Liên Huynh. Đại đạo 3000, mỗi cái mỗi khác, không chỉ có một con đường đi thẳng đến đại đạo. Liên Song tán thành, Diệp Huynh nói chí phải, nhưng ta cũng phải đổi phương pháp thôi. Diệp Quân gật đầu, nếu đạo của chúng ta đã tương đồng, vì sao không cùng nhau? Liên Song cười, được thôi. Thêm ta vào được không? Bỗng một giọng nói vang lên từ bên. Diệp Quân quay lại, thấy một thanh niên đứng đó trong trang phục đen, ngũ quan sáng sủa góc cạnh, tay cầm trường thương, lưng thẳng tắp, trông gọn gàng nhanh nhẹn vô cùng. Thấy hắn nhìn sang, y nói, tại hạ tông thủ đến từ tông tộc ở tông giới, ra mắt hai vị huynh đài. Diệp Quân cười hỏi, đi cùng nhau. Tông thủ, nếu hai vị không chê, ta sẵn lòng góp sức chống lại ý chí bất diệt này. Diệp Quân, hoan nghênh. Tông thủ gật đầu đáp lại. Diệp Quân lại hỏi những người khác đứng gần đó, còn ai muốn gia nhập nữa không? Bọn họ im lặng một hồi rồi lại có một thiếu niên bước ra, thêm ta. Diệp Quân gật đầu, được. Ngày càng có nhiều người muốn được gia nhập. Không lâu sau, 120 người đã kết thành đội. Bỗng có người hỏi, lên đỉnh núi rồi, phải làm sao để phân chia bất khuất cốt? Những người khác nghe vậy thì cau mày. Phân chia cách nào? Đây là một câu hỏi khó. Họ nhìn Diệp Quân, thấy hắn cười nói, chư vị, còn chưa thành công đã muốn phân chia lợi ích, có phải quá sớm rồi không? Không ai nói gì. Diệp Quân tiếp tục, việc cần làm là đồng tâm hiệp lực chống lại bất diệt chiến ý.
Nếu thành công lên được đỉnh núi thì chúng ta lại ngồi xuống thảo luận, nếu có ý kiến bất đồng thì thiểu số nghe đa số, chư vị thấy thế nào? Những người khác nhìn nhau rồi lục tục gật đầu, không ai có dị nghị. Thấy họ không phản đối, Diệp Quân cười, đã vậy thì bắt đầu thôi. Ta lên trước. Nói xong, hắn giẫm mạnh chân phải, hóa thành kiếm quang phóng tít lên cao. Liên Song bật ra một tiếng cười, theo hắn lao lên. Tông thủ không nhiều lời, thân hình khẽ run, hóa thành thương mang bắn tới. Đi sau họ là cô gái với vết bớt trên mặt. Những người khác cũng không chần chừ mà nhảy lên theo. Hơn 100 người dẫn đầu là Diệp Quân băng băng lao về phía đỉnh núi. Diệp Quân tay cầm ý kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm đỉnh núi, bỗng nhiên nghe một tiếng gầm phẫn nộ vọng xuống. Đến rồi. Một luồng ý chí bất diệt khủng khiếp ập xuống từ trên núi. Còn mạnh hơn lần trước. Diệp Quân nheo mắt, không nói không rằng dồn hết toàn lực vào một nhát kiếm. Sức mạnh khổng lồ bùng nổ từ trên thân ý kiếm. Khác với lúc trước, lần này hắn tung ra tận 15 kiếm liên tục. Đó là giới hạn tối đa của hắn khi không có Ngao Thiên Thiên giúp đỡ. Quỳnh! Kiếm vừa tung ra đã vỡ nát khi Diệp Quân bị ý chí bất diệt chấn áp, đẩy hắn rơi xuống biển máu bên dưới. Những người còn lại cũng không thoát khỏi số phận, thi nhau rơi xuống như sủi cảo vào nồi. Một cơn sóng khổng lồ dâng lên trong biển máu. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Một hồi lâu sau, Diệp Quân mới lóc ngóc trồi lên từ biển máu. Thoát khỏi nơi đó rồi, hắn nhìn lại tình trạng chỉ có thể nói là thê thảm của mình, thân thể rạn nứt diện rộng, nhiều chỗ còn thấy được xương trắng hếu. Toàn bộ cánh tay phải của hắn một lần nữa vỡ toác, trông đau đớn vô cùng. Diệp Quân không thể không ngồi xuống, nuốt một viên đan dược cấp đế vào. Chữa thương gấp. Những người còn lại cũng cấp tốc bơi ra khỏi biển máu, tuy không ai mất mạng nhưng tình trạng cũng tệ như nhau. Cô gái với vết bớt trên mặt đi lên bờ, thấy Diệp Quân đang xếp bằng chữa thương thì cũng cho một viên đan dược cấp đế vào miệng. Liên Song và Tông Thủ cũng lên bờ với tình trạng thảm thiết vô cùng, nhất là Liên Song suýt nữa đã bị thứ sức mạnh kia đập nát cánh tay phải. Mọi người bắt đầu chữa thương. Tầm nửa giờ sau, tất cả đã khôi phục gần như hoàn toàn. Diệp Quân bất chợt bật dậy, thu hút ánh mắt của những người khác. Chỉ thấy hắn nhìn về phía đỉnh núi, tóe miệng cười nhăn nhở rồi giẫm mạnh chân phải. Duỳnh! Ánh chớp lóe lên dưới chân hắn. Vèo! Thân hình hắn một lần nữa bay vút về ngọn núi. Cô gái có vết bớt cũng hóa thành một tia sáng mở bay theo, đi sau là Liên Song và Tông Thủ. Những người khác thấy họ ra tay thì chỉ chần chờ một thoáng rồi sôi nổi làm theo. Đánh tiếp! Nhưng chỉ một khắc sau, bọn họ lại rụng như sung, hoàn toàn bị ý chí hùng hậu kia đánh bại. Diệp Quân không mất bao lâu đã ngoi lên từ biển máu, lần này còn bị thương nặng hơn lần trước. Nhưng trên mặt không có nửa phần sợ hãi. Ý chí bất diệt ư. Ánh mắt hắn nhìn đỉnh núi chỉ có phấn khích. Lại chữa thương. Sắc mặt những người khác đã trở nên khó xem. Hai lần khiêu chiến nhưng đều bị đánh bại dễ dàng đã khiến họ bắt đầu nản lòng. Không thắng được. Đây là đại đế bất khuất, người duy nhất có thể đối kháng chống lại chân thần trong cả trăm triệu năm qua. Tuy hiện nay chỉ còn lại ý chí nhưng làm sao bọn họ có thể thắng nổi. Đã có người âm thầm nhìn Diệp Quân rồi lắc đầu. Thiếu niên này quá ngây thơ rồi. Thương thế Diệp Quân lúc này đã khôi phục phần lớn, hắn bèn đứng dậy nhìn về phía chân trời. Không hề nhiều lời mà giẫm mạnh chân, hóa thành kiếm quang bay lên. Tiếp tục đánh. Sau lưng hắn vẫn là cô gái với vết bớt, Liên Song và Tông Thủ. Mặt khác cũng có mười mấy người nữa đi theo. Nhưng cũng có mười mấy người không lựa chọn tiếp tục nữa. Trong mắt họ, hành động của nhóm người kia đơn giản là tự chuốc khổ vào người. Với tuổi tác hiện nay của họ, chiến thắng ý chí bất diệt là chuyện bất khả thi. Duỳnh. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh khổng lồ bùng nổ ở chân trời, một lần nữa quét đám Diệp Quân ngã xuống. Những người không đi theo kia thấy vậy thì nhếch mép. Đúng như dự đoán, Diệp Quân lại bò ra từ trong biển máu, mang theo vết thương trầm trọng, cũng may là chưa đến nỗi mất mạng. Hắn lại nuốt một viên đan dược vào. Ngồi cách đó không xa là cô gái có vết bớt, Liên Song và Tông Thủ.
Sắc mặt ba người cũng không dễ chịu chút nào khi nhận ra họ chẳng khác gì con kiến bé nhỏ khi đứng trước ý chí bất diệt kia vậy. Chiến thắng nó ư? Căn bản là không thể. Đôi mày hơi cau lại, cô gái âm thầm nhìn Diệp Quân, không biết đang suy nghĩ gì. Đan dược cấp đế giúp hắn khôi phục rất nhanh, một lần nữa đứng dậy, lại nhìn về đỉnh núi, nhún người lao lên. Thấy hắn lại tiếp tục, những người khác đồng thời lắc đầu. Đúng là đần độn. Đã vậy rồi mà còn muốn đánh tiếp. Chẳng lẽ không biết tự lượng sức à? Cô gái có vết bớt cũng bất ngờ đuổi theo. Liên Song và Tông Thủ không hề nhiều lời, lao về đỉnh núi. Chỉ còn tầm 10 người đi theo họ lần này. Trải qua 3 lần giao chiến, đã có gần 90% người bỏ cuộc. Uỳnh! Lại một tiếng nổ phát ra từ chân trời, nhóm Diệp Quân một lần nữa rơi xuống biển máu. Những người không đi theo lại cười nhạo. Không ngoài dự đoán, lại thua rồi. Họ không khỏi cảm thấy vui mừng vì đã lựa chọn dừng lại. Lần này khi trồi lên từ biển máu, Diệp Quân không còn sức ngồi dậy nữa với những vết thương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng trên mặt hắn là một nụ cười rạng rỡ. 16. Hắn đã có thể tung ra 16 nhát kiếm liên tục rồi. Ý chí bất diệt này chính là hòn đá mài thượng hạng. Những người trên bờ thấy hắn nở nụ cười ngớ ngẩn thì không khỏi nhíu mày, có một người áo đen buột miệng, chẳng lẽ bị đánh tới ngu rồi. Những người khác bật cười. Tên kiếm tu này mạnh thì mạnh, nhưng không được thông minh cho lắm. Muốn đánh bại ý chí bất diệt, chỉ có thể nói là quá đần độn, quá ngây thơ. Cô gái có vết bớt kia thấy Diệp Quân nằm sải lai thì lại lấy một viên đan dược cấp đế cho vào miệng. Có trận pháp trong tay, tốc độ chữa thương của cô ấy là nhanh nhất. Sau đó lại tiếp tục nhìn Diệp Quân. Ban đầu cô cũng ôm lòng hoài nghi, tự hỏi tên kiếm tu này khờ khạo đến vậy sao? Nhưng sau đó cô ấy nhận ra tuy ý chí bất diệt kia càng lúc càng mạnh, nhưng tên kia cũng ngày một mạnh lên. Hắn đang dùng ý chí bất diệt làm đá mài. Để rèn luyện kiếm đạo và ý chí. Nghĩ đến đây, cô gái nhắm mắt lại, cảm nhận được sức mạnh của mình cũng đã tăng lên sau vài lần giao chiến. Mấu chốt là được đề cao ở ý chí và tâm cảnh. Cô ấy nhận ra mình đã không còn sợ hãi khi chống lại ý chí bất diệt nữa. Cách tốt nhất để xua tan nỗi sợ là đối mặt với nó, không được trốn tránh. Cô gái mở mắt, nhìn Diệp Quân thật sâu, cảm thán tâm cảnh và ý chí của người này thật là đáng sợ. Bên kia, Liên Song và Tông Thủ cũng có cảm ngộ. Ban đầu bọn họ cũng không tránh khỏi bị dao động. Chiến thắng ý chí bất diệt ư? Phi thực tế. Căn bản không phải điều mà người ở lứa tuổi như họ có thể làm được. Nhưng thông qua vài lần giao chiến, họ đã nhận ra ý chí bất diệt không đáng sợ như mình hằng tưởng. Nhận ra tâm cảnh của mình thay đổi khiến họ trở nên phấn khởi hơn. Diệp Quân bất thình lình đứng dậy, cô gái có vết bớt thấy vậy thì vội vàng làm theo, hai mắt nhìn hắn đăm đăm. Hắn quay sang mỉm cười với cô ấy. Làm cô gái sửng sốt, tự hỏi tên này cười với mình làm gì. Chỉ thấy Diệp Quân lại ngẩng đầu nhìn lên, một khắc lại đã lao về phía đỉnh núi. Cô gái thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng đi theo. Liên Song và Tông Thủ cũng vội vàng nối gót. Ngoài ra còn một thiếu niên với gương mặt non nớt nhưng vóc dáng khôi ngô. Cậu ta có khuôn ngực nở nang, cơ bắp căng phồng, hai cánh tay to như trụ đình, cao hơn người thường ít nhất gấp đôi. Người này là một thể tu. Cậu ta thấy bốn người kia lao đi thì vội vàng làm theo. Trừ 5 người bọn họ ra, không còn ai tham dự. Từ 120 người ban đầu, đến giờ chỉ còn lại 5. Như mọi lần trước, nhóm Diệp Quân lại bị đánh bại. Những người đứng trên bờ thấy thế thì bật cười, trong âm thanh bắt đầu mang theo ý chế nhạo. Trong mắt họ, hành động của 5 người kia đơn giản là lấy trứng chọi đá. Tiếng cười nhạo ngày càng nhiều. Bản tính của nhiều người là vậy, cho rằng chuyện mình không làm được thì người khác cũng phải thất bại. Nhưng nhóm Diệp Quân không quan tâm đến họ, hết lần này đến lần khác đều ngã xuống, nhưng ngã xuống rồi lại đứng lên. Cứ thế, lặp đi lặp lại qua 10 ngày. Nhóm Diệp Quân đã thất bại không dưới 100 lần. Ý chí bất diệt cũng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng bọn họ không một lần từ bỏ. Ngã xuống, nghỉ ngơi, lại chiến đấu. Cho đến giờ, Diệp Quân đã có thể tung ra 20 kiếm. Mà không cần Ngao Thiên Thiên giúp đỡ.
Sức mạnh của cô gái có vết bớt cũng tăng lên đáng kể, nhưng chính vì ý chí bất diệt cũng mạnh lên theo nên lần nào họ cũng bị nó trấn áp dễ dàng, vì vậy đám người đứng trên bờ mới không nhận ra điều này. Lần này, Diệp Quân bò lên từ biển máu, nằm vật ra đất, cả người chi chít vết thương nặng nề nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khích. 20 rồi. Đây là một bước tiến vượt bậc của hắn. Cô gái có vết bớt và những người còn lại cũng phấn khởi nhận ra mình đã mạnh lên rất nhiều, có thể nói là hoàn toàn lột xác. Quan trọng nhất là bọn họ đã không còn sợ sệt khi phải đối đầu với ý chí bất diệt nữa. Tôn kính thì có, nhưng sợ hãi thì không. Thiếu niên thể tu kia siết chặt hai tay, cảm nhận những thay đổi về thân xác và sức mạnh của mình rồi hăm hở bật cười. Như nghĩ đến gì đó, cậu ta hô lên với Diệp Quân, Diệp. Huynh, hay lắm. Nghe có phần cả lăm. Diệp Quân cười đáp, ngươi tên gì? Thiếu niên, Hám Tông. Hám Tông. Liên Song cả kinh buột miệng, ngươi đến từ đại thiên giới. Hám Tông gật đầu, phải. Liên Song lại hỏi, vậy hẳn là người của thiên bộ. Hám Tông cười tươi, phải. Liên Song nghe vậy thì gật gù, không nói gì nữa. Diệp Quân tò mò, đại thiên giới với thiên bộ là gì? Liên Song giải thích, đại thiên giới là đại thế giới đứng thứ nhì trong vạn giới, còn thiên bộ là tông môn mạnh nhất nơi đó, lấy tu thể xác làm chủ đạo, mạnh vô cùng. Tu thể xác làm chủ đạo. Diệp Quân quan sát Hám Tông một hồi, cười hỏi, thân thể ngươi mạnh lắm đúng không? Cậu ta hớn hở đáp, trong cùng cấp, sẽ không thua. Diệp Quân giơ ngón cái, giữ. Hám Tông hỏi, tiếp tục không? Diệp Quân gật đầu, tiếp tục. Hắn nhìn lên đỉnh núi, một khắc sau lại hóa thành kiếm quang bay đi. Hám Tông, cô gái có vết bớt và những người khác lập tức phóng theo. Cứ thế, nửa tháng lại trôi qua. Diệp Quân và bốn người kia lại bại trận không dưới mấy chục nghìn lần. Mỗi một lần, đều là bị trấn áp không chút nương tay. Mỗi một lần, đều sẽ bị những người trên bờ chế nhạo. Nhưng đến lúc này, Diệp Quân đã có thể tung ra liên tục 25 nhát kiếm. Nếu dựa theo phỏng đoán của vị đại lão bí ẩn kia thì hắn đã có thể giết cường giả chân cảnh rồi. Xét trong cùng cấp, hắn là vô địch. Xét thêm 10 cấp, hắn vẫn không hề gặp áp lực. Không chỉ bấy nhiêu mà sau 20 ngày khổ luyện, hắn đã đi từ thiên pháp cảnh đến tiểu kiếp cảnh. Thăng cấp một cách hoàn toàn tự nhiên. Lại thêm mấy ngày qua đi, một hôm nọ, nhóm Diệp Quân lại phóng lên cao. Tiếp tục chiến đấu. Khi lên đến đỉnh núi, ý chí bất diệt lại xuất hiện, nhưng lần này không trấn áp nữa mà lại tách về hai bên, mở ra một con đường cho họ. Diệp Quân và bốn người kia sửng sốt. Những người đứng bên dưới thấy cảnh tượng này thì biến sắc, ai nấy ngóng lên trên với sắc mặt khó coi. Vượt qua rồi ư? Sao lại thế được? Đợi kinh ngạc qua đi rồi, có những ánh mắt lạnh đi, một số còn mang theo sát ý. Người gặp khó, chúng ta sẽ thương tình. Nhưng nếu người vượt qua thì sao có thể? Mọi người đều thất bại thì không sao cả. Nhưng ai cho phép người thành công? Trên đỉnh núi, lúc này nhóm Diệp Quân cũng hơi ngơ ngác. Bởi vì họ cũng không ngờ rằng lần này ý chí bất diệt lại không ra tay nữa. Thông qua rồi sao? Nghĩ đến đây, trên mặt mấy người nhóm Diệp Quân đều hiện lên ý cười. Hiển nhiên họ đã được vị đại đế bất khuất này chấp thuận. Diệp Quân dẫn bốn người đi lên đỉnh núi trống trải, mây mù che phủ, phía trước vách núi nghìn trượng có một hài cốt trăm trượng đang dựa chéo ở đó, hài cốt nhìn vào hư không, hai tay chống mặt đất như muốn đứng lên, nhưng cuối cùng không làm được, chỉ có thể dựa vào núi non trùng điệp để chống đỡ cơ thể mình. Qua hàng trăm triệu năm gột rửa, nhưng hài cốt này vẫn như mới, vẫn toát lên khí chất cổ xưa khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đại đế bất khuất. Nhìn hài cốt này, vẻ mặt nhóm Diệp Quân đều trở nên nặng nề. Đây chính là cường giả tuyệt thế đã giao đấu cùng chân thần năm đó. Tuy bại trận nhưng hàng trăm triệu năm xương cốt bất diệt, ý chí trường tồn. Cường giả thế này thật khiến người ta kính nể. Diệp Quân nhìn chằm chằm hài cốt, hai tay nắm chặt, lúc này hắn càng thêm kiên định vào kiếm đạo vô địch của mình. Nhân vật tuyệt thế như vậy cũng bị đàn áp giết chết. Đời này nếu không vô địch, sợ rằng đến cuối cùng cũng không có được kết cục tốt đẹp. Nhất định phải vô địch. Vô địch đến mức không ai có thể giết được mình. Diệp Quân hít sâu một hơi,
niềm tin kiếm đạo trong lòng ngày càng kiên định. Đúng lúc này, một đám người đột nhiên xông tới phía sau nhóm Diệp Quân. Nhìn thấy đám người này, mấy người phía Hám Tông chợt sững sờ. Mà khi nhìn thấy hài cốt cao trăm trượng kia, đám người xông đến lập tức hưng phấn. Bất khuất cốt. Đây chính là bất khuất cốt trong truyền thuyết. Nếu có thể lấy được bất khuất cốt, cho dù chỉ là một miếng thì cũng đủ để nghịch thiên cải mệnh. Lúc này có người chuẩn bị lao đến bất khuất cốt kia. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhóm Liên Song lạnh đi, họ đứng chắn trước mặt đám người đó. Liên Song trừng mắt nhìn đám người trước mặt, các ngươi muốn làm gì? Một thiếu niên áo đen bước ra từ trong đám người, nhìn Liên Song cười khẩy hỏi, làm gì? Sao, bất khuất cốt này là của nhà các ngươi à? Những người còn lại cũng trừng mắt giận dữ nhìn Liên Song. Lúc này ai ngăn cản bọn chúng lấy bất khuất cốt thì bọn chúng sẽ giết kẻ đó. Nét mặt Liên Song cực kỳ khó coi, nếu không có chúng ta liều mạng 20 ngày thì các ngươi có thể đứng ở đây được không? Khi cần xông lên là các ngươi lại đứng đó cười nhạo chúng ta ngu xuẩn, bây giờ chúng ta đã phá được ý chí bất diệt thì các ngươi lại đến cướp bất khuất cốt, trên đời làm gì có đạo lý này? Diệp Quân nhìn Liên Song lắc đầu cười. Người huynh đệ này lịch sự nho nhã quá, vừa nhìn là biết bình thường rất hay đọc sách, có thể thu nhận về thư viện. Nghe Liên Song nói thế, thiếu niên áo đen bật cười, chúng ta bảo các ngươi liều mạng à? Không phải đúng không, là các ngươi tự mình liều mạng, liên quan gì đến chúng ta? Liên Song tức giận muốn điên, đang định lên tiếng thì Hám Tông ở bên cạnh đã tiến lên một bước, không nhiều lời lập tức giơ tay lên tung ra một chưởng. Sắc mặt thiếu niên áo đen biến đổi trong giây lát, hắn ta vội vàng tế ra một tấm khiên màu đen chắn ở trước mặt. Tấm khiên màu đen kia lập tức bị Hám Tông đánh vỡ, thiếu niên áo đen còn bị hất văng cả trăm trượng, hắn ta vừa dừng lại thì thất khiếu đã chảy máu, lục phủ ngũ tạng đảo lộn. Mọi người đều bị sốc. Diệp Quân cũng hơi bất ngờ, sức mạnh của Hám Tông đáng sợ thật, một chưởng này thật sự khiến người ta da đầu tê dại. Liên Song nhìn Hám Tông, Hám Tông phẫn nộ trừng mắt nhìn thiếu niên áo đen, tỷ ta từng nói nếu gặp phải kẻ không nói lý thì đánh hắn. Đánh chết thì thôi. Mọi người. Hám Tông còn định ra tay thêm nữa nhưng lúc này hơn 100 người đó đột nhiên đồng loạt tế ra thần thức khóa chặt lấy cậu. Thấy cảnh này, Liên Song, Tông Thủ và cô gái có vết bớt lập tức đứng bên cạnh Hám Tông. Thứ này họ vất vả mãi mới có được, đương nhiên không thể dễ dàng giao cho đối phương. Hai bên dương cung bạt kiếm. Diệp Quân nhìn lên trời rồi đi đến bên cạnh Hám Tông, cười nhẹ, chúng ta ít người, không đánh lại bọn chúng đâu. Bỏ qua chuyện này đi. Nghe thế, Hám Tông ngớ người. Liên Song do dự một lúc rồi nói, Diệp huynh, tuy chúng đông người nhưng nếu chúng ta liên thủ thì chưa chắc đã thua chúng. Tông Thủ cũng gật đầu ngay, có thể đánh thử. Cứ vậy giao ra bất khuất cốt, họ không cam lòng. Diệp Quân nói, tình hình bất lợi với chúng ta, nên cúi đầu thì hãy cúi đầu, nhường cho chúng đi. Cô gái có vết bớt giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Quân, lên tiếng, không ngờ ngươi lại hèn vậy đấy, ta thật sự khinh thường ngươi. Diệp Quân không nói gì. Nơi xa, hơn trăm người nghe thấy lời Diệp Quân nói lập tức đều nở nụ cười, bọn chúng không quan tâm đến nhóm Hám Tông nữa mà xông thẳng về phía bất khuất cốt. Diệp Quân vẫn bình thản đứng ở đó. Nhưng khuôn mặt của cô gái có vết bớt lại vô cùng khó coi, dường như nghĩ đến điều gì, cô ấy điên tiết lườm Diệp Quân, tức không chịu nổi. Nếu Diệp Quân đồng ý ra tay, mấy người họ liên thủ thì chẳng sợ hơn trăm người kia. Bởi vì họ là những người đánh giỏi nhất ở đây, đặc biệt là sau khi tất cả đều đã đột phá. Nhưng cô ấy không ngờ Diệp Quân lại sợ gặp chuyện đến thế này. Quá hèn. Đến ba người phía Liên Song cũng có vẻ mặt khó coi. Thật sự phải đưa bất khuất cốt ra như vậy sao? Họ không cam lòng. Lúc này, đám người kia đã chạy tới trước bộ hài cốt chí tôn, nhìn thấy hài cốt trăm trượng trước mặt, hai mắt chúng đều đỏ lên. Thẳng tay giật lấy. Nhưng lúc này, một luồng ý chí đáng sợ đột nhiên tuôn ra từ hài cốt. Trong nháy mắt, hơn 100 người vừa lại gần còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị luồng ý chí này quét sạch. Nhìn thấy cảnh này, phía cô gái có vết bớt đều sửng sốt. Còn Diệp Quân thì lại bình tĩnh. Cô gái có vết bớt bỗng nhìn Diệp Quân chằm chằm, thẳng thốt hỏi, người đã biết trước điều này sẽ xảy ra à? Nghe cô ấy hỏi như vậy,
ba người phía Liên Song cũng đều nhìn Diệp Quân. Diệp Quân mỉm cười, làm sao ta biết được, chỉ là ta thấy chúng ta nên tôn trọng Bất Khuất Cốt, không nên khinh nhờn, bọn chúng cứ tới cướp giật như vậy khẳng định là mạo phạm Bất Khuất Cốt, vậy nên ta nghĩ chúng sẽ gặp báo ứng. Cô gái có vết bớt nhìn Diệp Quân hỏi tiếp, vậy tại sao ngươi không nói rõ cho chúng ta? Diệp Quân nhìn cô ấy, không nói gì, quay người đi về phía Bất Khuất Cốt. Nét mặt cô gái có vết bớt hơi xấu đi. Cô ấy hiểu ý thanh niên này. Cô ấy là người không quan trọng, cô ấy hiểu lầm có quan trọng với hắn không? Hiển nhiên là không quan trọng. Nghĩ đến đây, khi cô gái có vết bớt nhìn Diệp Quân, trong mắt có thêm vẻ phức tạp. Ngay cả mấy người phía Liên Song cũng hơi xấu hổ, vì vừa nãy họ cũng hơi bất mãn với Diệp Quân, bây giờ xem ra họ đã trách nhầm hắn rồi. Lúc này Diệp Quân bỗng quay lại nhìn phía Liên Song, cười hỏi các ngươi không lấy Bất Khuất Cốt nữa à? Nghe Diệp Quân nói thế, mấy người vội vàng đi tới. Liên Song chắp tay với Diệp Quân, nghiêm túc nói, Diệp huynh, xin lỗi, ta trách nhầm huynh rồi. Hám Tông cũng cười ngượng ngùng. Sau đó gãi đầu xấu hổ nói, Diệp huynh, vừa nãy ta còn muốn đánh huynh nữa. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Hám Tông lại nói, xin lỗi huynh, Diệp Quân nhìn Hám Tông lắc đầu cười, tuy cậu nhóc này thật thà nhưng lúc ra tay lại quyết đoán hơn bất cứ ai. Cách đánh người này thật sự bất ngờ, không chú ý một cái là sẽ bị ăn đòn ngay. Tông thủ cũng chắp tay, xin lỗi Diệp huynh. Cô gái có vết bớt chỉ nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân cười, không nói những điều này nữa. Trong chuyện này ta cũng có chỗ không đúng, vừa nãy tình huống cấp bách, không nói với mọi người nên mọi người hiểu lầm ta cũng là điều bình thường, cho nên chuyện này bỏ qua đi. Chúng ta không nhắc lại nữa nhé. Nghe Diệp Quân nói thế, Liên Song và Tông Thủ đều bật cười ha hả. Diệp huynh thật tốt. Hám Tông cũng cười ngây ngốc vài tiếng. Cô gái có vết bớt nhìn Diệp Quân, vẫn không lên tiếng. Diệp Quân dẫn mấy người đến trước Bất Khuất Cốt, nhìn Bất Khuất Cốt trước mặt, vẻ mặt Diệp Quân trở nên hơi phức tạp, hắn im lặng một lúc rồi hơi khom người tỏ ý cung kính. Bốn người phía Liên Song cũng cúi theo. Lúc này một luồng ý chí trong hài cốt bỗng bay ra. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhóm Liên Song thay đổi, nhưng luồng ý chí ấy chỉ lướt qua người họ chứ không tấn công họ. Mấy người đều sững sờ. Diệp Quân nhìn hài cốt trước mặt, im lặng không nói. Lúc này, những ý chí ấy bỗng ngừng tụ thành một hư ảnh uy nghiêm. Đại đế Bất Khuất. Thấy thế, mấy người phía Diệp Quân đều sửng sốt chấn động. Xa xa dưới chân núi, An Nam Tịnh đang ngồi xếp bằng trên đất chợt ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi với vẻ mặt bình tĩnh. Khoảng thời gian này, bà vẫn luôn canh giữ ở đây. Đại đế Bất Khuất chậm rãi ngẩng đầu nhìn hư không, ánh mắt hơi phức tạp, có mờ mịt, có không cam lòng, cũng có cả bất đắc dĩ. Một lúc sau, đại đế Bất Khuất mới rời mắt, nhìn An Nam Tịnh dưới chân núi, khi nhìn thấy bà ấy, ông ta sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. An Nam Tịnh và đại đế Bất Khuất nhìn nhau không nói. Một lát sau, đại đế Bất Khuất nhẹ giọng nói, Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài. Nói xong ông ta rời mắt, nhìn mấy người Diệp Quân trước mặt, ánh mắt rơi vào Diệp Quân trước tiên, ông ta quan sát hắn rồi cười bảo, chiến đấu vạn lần cũng không lùi bước. Thanh niên, cậu được lắm, có muốn bộ hài cốt này của ta không? Nghe đại đế Bất Khuất nói thế, vẻ mặt nhóm Liên Song bên cạnh đều trở nên phức tạp. Họ biết đại đế Bất Khuất đã ưng ý Diệp Quân. Có thất vọng, có hâm mộ. Diệp Quân im lặng. Liên Song bỗng tiến đến bên cạnh Diệp Quân, đẩy cánh tay hắn, Diệp huynh, còn không mau dập đầu bái sư đi. Đây là cơ hội lớn đấy. Chỉ cần huynh có được Bất Khuất Cốt thì thực lực của huynh sẽ tăng ít nhất 100 lần. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn đại đế Bất Khuất, tiền bối, ta không muốn Bất Khuất Cốt. Nghe câu này, mấy người Liên Song đều ngẩn ra. Đại đế Bất Khuất cũng hơi ngạc nhiên, cười hỏi, vì sao? Diệp Quân nhìn thẳng vào đại đế Bất Khuất, ta đã có vô địch ý rồi, sao còn cần Bất Khuất Cốt nữa? Một luồng kiếm thế mạnh mẽ bỗng bộc phát ra từ cơ thể Diệp Quân. Thoáng chốc mấy người Liên Song đều bị đẩy lùi về phía sau. Mà luồng kiếm thế ấy đã hóa thành một thanh ý kiếm phóng thẳng lên trời, xuyên qua thương khung. Đắc đạo kiếm ý vô địch. Nhìn thấy kiếm ý vô địch của Diệp Quân, đại đế Bất Khuất sửng sốt, sau đó ông ta chợt bật cười ha hả.
Giờ khắc này, cả chư thần giới đều rung chuyển. Trong tiểu tháp, giọng nói bí ẩn lại vang lên, nếu thiên mệnh không còn xuất hiện nữa thì giao hắn cho ta đi. Để ta dạy hắn, ta sẽ làm người hộ đạo cho hắn. Tiểu tháp, kiếm ý vô địch. Giờ phút này, cuối cùng Diệp Quân cũng có kiếm ý của riêng mình, giống như nhân gian kiếm ý của kiếm chủ nhân gian. Đắc đạo kiếm ý. Nói cách khác, tương đương với việc niềm tin kiếm đạo đã đại viên mãn. Kiên định không đổi đối với đại đạo mình lựa chọn, vì thế đắc đạo kiếm ý, niết bàn thành đạo. Sở dĩ giọng nói bí ẩn muốn trở thành người hộ đạo cho Diệp Quân là bởi việc làm lần này của Diệp Quân thật sự nằm ngoài tưởng tượng của bà ấy. Thế mà hắn lại nỡ từ bỏ bất khuất cốt. Theo bà ấy thấy điều này hơi khó tin. Phải biết rằng nếu như lúc này Diệp Quân có được bất khuất cốt thì thực lực có thể tăng lên rất nhiều, lợi ích trước mắt là vô hạn. Còn tương lai, lợi ích cũng là vô hạn. Bà ấy không ngờ Diệp Quân lại từ bỏ. Nhưng sau khi nghĩ lại, như Diệp Quân nói, nếu đã có vô định ý thì sao còn cần bất khuất cốt nữa. Bà ấy nhìn xa hơn những người khác, nếu như hôm nay Diệp Quân nhận bất khuất cốt, tuy có thể nhận được vô số lợi ích nhưng sau này bất khuất cốt cũng trở thành hạn chế của hắn. Tự mình hạn chế mình. Diệp Quân muốn tranh vô địch. Nếu hôm nay nhận bất khuất cốt đồng nghĩa với việc đặt trên con đường của mình một tầng xiềng xích. Đạo mà hắn theo đuổi còn cao hơn đại đế bất khuất. Phải công nhận rằng lúc này giọng nói bí ẩn đã ngày càng thích Diệp Quân, tâm tính của thanh niên này thật sự là vô địch thiên hạ. Nếu thiên mệnh váy trắng không còn xuất hiện nữa thì bà ấy sẵn sàng làm người hộ đạo cho Diệp Quân. Trước mặt Diệp Quân, tiếng cười của đại đế bất khuất vẫn không ngừng vang lên, thiên địa vẫn đang rung chuyển. Mà mấy người liên song khi nghe Diệp Quân nói vậy thì đều vô cùng kinh ngạc, không thể tin được. Từ bỏ bất khuất cốt đã ở trong tầm tay. Cô gái có vết bớt nhìn Diệp Quân chằm chằm, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Trong mắt họ, bất khuất cốt là thần vật tuyệt thế, nhưng thanh niên trước mắt này lại chẳng cần. Cô ấy biết thanh niên này theo đuổi một đạo cao hơn. Lúc này, đại đế bất khuất bỗng nhìn Diệp Quân trước mặt, lúc này trong mắt ông ta ngoài vẻ đánh giá cao thì còn có vẻ phức tạp. Tính như thanh niên này đúng là hiếm thấy. Nếu không chết trẻ thì con đường tương lại chắc chắn sẽ có thể đi được rất xa. Đại đế bất khuất gạt mọi suy nghĩ, cười nói, nếu cậu đã theo đuổi đạo cao hơn thì ta cũng không ép buộc. Diệp Quân khẽ cười, sau đó tránh sang một bên, không nói gì nữa. Đại đế bất khuất nhìn Diệp Quân, trong lòng thầm nói thật đáng tiếc. Ông ta thật sự thích thanh niên này. Nhưng tiếc là hắn lại không thích ông ta. Nghĩ đến đây, đại đế bất khuất lắc đầu cười, ông ta không tức giận mà còn vui vẻ, bởi ông ta nhìn thấy mình từ thanh niên này. Kiêu ngạo. Ngày xưa ông ta cũng từng kiêu ngạo như hắn. Đáng tiếc. Đại đế bất khuất thầm thở dài, nhìn bốn người liên song, cuối cùng ánh mắt dừng ở Hám Tông. Thấy thế, vẻ mặt ba người phía liên song đều trở nên ảm đạm. Họ biết vị tiền bối này thích Hám Tông. Họ không làm được như Diệp Quân, đến bất khuất cốt cũng không cần, với họ bất khuất cốt là thần vật có thể thay đổi vận mệnh. Thậm chí là thay đổi vận mệnh của cả gia tộc mình. Đại đế bất khuất nhìn Hám Tông, im lặng không nói. Do dự, thanh niên này cũng được, nhưng vẫn chưa đủ tốt. Là đại đế tuyệt thế từ hàng trăm triệu năm trước, đương nhiên mắt nhìn của ông ta cực kỳ cao. Lúc này Hám Tông bỗng đi ra, ngập ngừng nói, tiền bối, tuy ta không yêu nghiệt như Diệp huynh, nhưng nếu ta được tiền bối truyền thừa thì chắc chắn sẽ không làm ô nhục uy danh của tiền bối, cậu ta chỉ hơi thật thà chứ không ngu ngốc. Cậu ta biết vị tiền bối trước mắt này đang do dự. Lúc này cậu ta phải chiến đấu giành lấy cho mình. Nghe Hám Tông nói thế, đại đế bất khuất cười hỏi, cậu có chịu được nỗi đau thay xương không? Hám Tông đáp ngay, được. Đại đế bất khuất nhìn bầu trời, cười nhẹ. Nếu cứ chờ tiếp cũng chưa chắc đã chờ được người tốt hơn. Nếu đã vậy thì cứ thuận theo thế này đi. Đại đế bất khuất phất tay áo, cách đó không xa. Hài cốt vạn trượng đột nhiên hóa thành một luồng sáng bay vào cơ thể Hám Tông. Rắc! Trong khoảnh khắc, hai mắt Hám Tông mở to, trong cơ thể vang lên tiếng xương gãy. Muốn đổi xương thì phải nghiền vỡ xương trước. Cơn đau gãy xương đáng sợ đến mức nào? Hám Tông nắm chặt hai tay, khuôn mặt vặn vẹo, mạch máu vỡ tung, nhưng cậu ta cắn chặt răng, không thốt lên một tiếng. Phải cố gắng chịu.
Đại đế bất khuất nhìn Hám Tông trước mặt khẽ gật đầu, nghị lực của thanh niên này cũng được đấy. Liên Song và Tông Thủ ở bên cạnh nhìn Hám Tông với ánh mắt hâm mộ, nhưng cũng có phần buồn bã. Cô gái có vết bớt thì lại rất bình tĩnh. Lúc này Hám Tông từ từ ngã xuống, nằm trên đất, xương trong cơ thể không ngừng vỡ vụn, nhưng khí thế của cậu ta lúc này lại điên cuồng dâng trào. Đổi xương. Diệp Quân nhìn Hám Tông, hắn biết sau khi thanh niên này đổi xương chắc chắn thực lực sẽ có sự thay đổi kinh thiên động địa. Bản thân thanh niên này đã là thể tu, đổi thành bất khuất cốt, thực lực tăng lên chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ. Thế nhưng hắn không ghen tị. Hắn có con đường riêng của mình, không cần hâm mộ người khác. Nhận đại ca. Lúc này Tiểu Tháp đột nhiên lên tiếng, sau khi thanh niên này thay xương, thực lực vượt qua cậu, liệu cậu có? Diệp Quân bật cười, Tháp gia, người coi thường Diệp Quân ta quá đấy. Diệp Quân ta không phải loại người không chịu được khi thấy người khác hơn mình, nếu cậu ấy mạnh hơn ta, ta cố gắng hơn là được. Theo ta thấy, người không chịu nổi người khác xuất sắc hơn mình đều là kẻ bất tài vô dụng. Tiểu Tháp không nói nữa. Lúc này, Hám Tông bỗng mở mắt ra, khí thế của cậu ta đã nâng lên một tầm cao mới, hơn nữa vẫn đang tiếp tục nâng lên. Đại đế bất khuất bật cười, cậu đứng lên đi. Hám Tông vội đứng lên cung kính hành lễ, sư tôn. Đại đế bất khuất nhìn Hám Tông, hôm nay cậu có thể đến được đây hoàn toàn là nhờ Diệp công tử, cậu lớn tuổi hơn cậu ấy một chút, nhưng cứ gọi cậu ấy là đại ca đi. Mọi người đều sững sờ. Diệp Quân cũng sửng sốt. Lớn hơn hắn nhưng lại phải gọi hắn là đại ca. Cái quái gì vậy? Hám Tông cũng ngẩn ra, chần chừ một lát rồi nói, sư phụ, con, đại. Đại đế bất khuất gật đầu, gọi đại ca đi. Nghe đại đế bất khuất nói thế, nét mặt Liên Song và Tông Thủ đều trở nên kỳ quái. Nhận đại ca. Hai người đều nghi hoặc. Phải biết rằng bây giờ Hám Tông đã có bất khuất cốt, nếu hoàn toàn dung hợp với bất khuất cốt thì chắc chắn sẽ trở thành yêu nghiệt siêu cấp chư thiên vạn giới. Có thể nói, Hám Tông nhất định có thể vào được bảng chư thiên trong truyền thuyết. Bảng chư thiên là bảng của chư thiên vạn giới, chỉ có yêu nghiệt tuyệt thế mới được lên bảng này. Hơn nữa chỉ cần có tên trong bảng này thì chắc chắn chính là yêu nghiệt tuyệt thế, bởi vì bảng này chỉ có 10 vị trí. Cả chư thiên vạn giới có hàng nghìn tỷ sinh linh. Nếu nằm trong bảng này thì ngươi chính là một trong 10 người mạnh nhất thế hệ trẻ trong số hàng nghìn tỷ sinh linh ấy. Mà Hám Tông đã có bất khuất cốt chắc chắn có thể lên được bảng này, thậm chí là số 1. Bất khuất cốt đó. Bây giờ đại đế bất khuất lại bảo Hám Tông nhận Diệp Quân là đại ca, chẳng lẽ Diệp Quân còn yêu nghiệt hơn cả Hám Tông đã có bất khuất cốt? Cô gái có vết bớt nhìn Diệp Quân thật sâu, nhưng không nói. Mặc dù Hám Tông cũng không hiểu ý của đại đế bất khuất lắm, nhưng vẫn lựa chọn làm theo, cậu ta đi đến trước mặt Diệp Quân, sau đó quỳ một gối xuống, đại ca. Đại ca. Diệp Quân lắc đầu cười, đỡ Hám Tông dậy rồi nhìn đại đế bất khuất, tiền bối, ông có ý gì? Đại đế bất khuất cười đáp, Diệp tiểu hữu, ta có một yêu cầu quá đáng. Diệp Quân nói, tiền bối cứ nói đi. Hắn không đồng ý ngay, nói đùa. Tuy vị này đã qua đời nhưng thực lực vẫn rất đáng sợ. Yêu cầu của đối phương chắc chắn không tầm thường. Đại đế bất khuất nhìn Diệp Quân, tiểu tử này vừa có được bất khuất cốt, vẫn cần ít nhất một tháng mới có thể hoàn toàn dung hợp, vì vậy ta muốn nhờ tiểu hữu bảo vệ hắn một thời gian. Nghe vậy, Diệp Quân nheo mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Rõ ràng có cường giả đang âm thầm theo dõi hắn. Chắc chắn là gia tộc và tông môn của thiếu niên thiên tài vừa bị giết khi nãy. Diệp Quân hỏi, tiền bối có thể ra tay giết kẻ xấu ẩn nấp trong bóng tối không? Đại đế bất khuất lắc đầu, ta mà cậu đang nhìn thấy bây giờ chỉ là một tia ảo giác, ý chí của ta đã dung nhập vào bất khuất cốt rồi. Ý chí? Không phải ý thức. Diệp Quân biết tiền bối này đã tặng hết mọi thứ mình có cho Hám Tông. Lúc này Hám Tông bỗng quỳ xuống lần nữa, đại ca. Một tiếng đại ca, cả đời đại ca. Bất khuất cốt. Diệp Quân im lặng. Một ngày nào đó chắc chắn Hám Tông có thể trở thành cường giả tuyệt thế, dù sao cậu ta cũng đã có bất khuất cốt và ý bất diệt. Đương nhiên Hám Tông cũng rất tốt. Nghĩ đến đây, Diệp Quân đỡ Hám Tông dậy nói, nếu đã nhận ta làm đại ca thì đương nhiên ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ đệ. Đại đế bất khuất khẽ cười, Diệp tiểu hữu, con đường gập ghềnh khó đi.
chúc cậu sớm ngày đạt đến đỉnh cao đại đạo. Nói rồi ông ta dần trở nên mờ ảo. Diệp Quân hơi cúi đầu, tiền bối đi thong thả. Đại đế bất khuất mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt là vẻ lưu luyến. Thế gian này thật ra rất tốt. Tiếc là ông ta không còn nhìn thấy được nữa. Thời đại thuộc về ông ta cũng kết thúc rồi. Chẳng mấy chốc, đại đế bất khuất đã biến mất trước mắt mấy người. Lần này là thật sự biến mất. Trên đời không còn đại đế bất khuất nữa. Diệp Quân nhìn Hám Tông trước mặt, giờ phút này khí thế của Hám Tông vẫn đang tăng lên, nhưng cực kỳ không ổn định, hơn nữa cơ thể và linh hồn của cậu ta vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với bất khuất cốt. Cần thời gian. Diệp Quân quay đầu nhìn bầu trời, đúng lúc này bầu trời tách ra, sau đó một luồng khí thế mạnh mẽ lan tràn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại. Hiển nhiên là muốn tranh giành bất khuất cốt. Bây giờ bất khuất cốt vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với Hám Tông, là thời cơ tốt nhất để giành lấy. Diệp Quân nhìn Hám Tông, thông báo cho người của tộc đệ đi. Hám Tông nhanh chóng gật đầu, lấy lệnh bài đặc biệt ra rồi bóp nát, sau đó nói với Diệp Quân, đại ca, tộc nhân của ta nửa canh giờ nữa sẽ tới. Nửa canh giờ. Diệp Quân nhìn bầu trời xa, ta sẽ bảo vệ đệ nửa canh giờ. Hám Tông hỏi, đại ca, nếu nửa canh giờ nữa tộc nhân của ta vẫn chưa đến kịp thì phải làm sao? Diệp Quân bình thản đáp, vậy thì ta sẽ không còn lại đại ca của đệ nữa. Xin hãy gọi ta là Diệp Công Tử, cảm ơn. Hám Tông. Diệp Quân nhìn về phía chân trời, vẻ mặt nghiêm trọng. Bất khuất cốt. Bất khuất cốt này quá quý giá, cộng thêm việc bây giờ đại đế bất khuất đã biến mất, hơn nữa Hám Tông và bất khuất cốt lại chưa hoàn toàn dung hợp. Vậy nên những cường giả trong bóng tối chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nửa canh giờ. Diệp Quân trầm mặc không nói gì. Có thể chấn giữ nổi sao? Lúc này, Hám Tông do dự một lát, sau đó nói, đại ca, tỷ của ta. Diệp Quân nhìn về phía Hám Tông, tỷ của ngươi rất mạnh sao? Hám Tông nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, rất đẹp. Diệp Quân ngơ ngác. Ba người liên song cũng sững sờ. Diệp Quân nhìn Hám Tông, mẹ kiếp, tên này nhìn có vẻ hiền lành thật thà, nhưng lại chẳng hiền lành chút nào cả. Lúc này rồi mà ngươi lại còn chơi trò mỹ nhân kế với ta sao? Cùng lúc này, chân trời phía xa đột nhiên nứt toác, một giây sau, luồng khí tức cường đại cứ thế đổ ập xuống. Diệp Quân híp hai mắt lại, nhưng một giây sau, hắn ngẩn ra. Khí tức này, rất yếu. Sắc mặt của Liên Song và Tông Thủ đứng bên cạnh cũng trở nên nghiêm trọng, Liên Song trầm giọng nói, cường giả chân cảnh. Chân cảnh. Diệp Quân trầm mặc. Sau khi bị chân vũ trụ nhắm tới, những cường giả bên dưới thần đế, hắn đều cảm thấy rất yếu. Rõ ràng, ngoại trừ chân vũ trụ ra, cường giả ở đẳng cấp thần đế ở vũ trụ khác tuyệt đối là sự tồn tại đỉnh cao. Nói một cách đơn giản. Văn minh võ đạo của vũ trụ Quan Huyên mặc dù không so được với chân vũ trụ, nhưng tuyệt đối không thấp hơn những nơi khác. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Quân đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Quân nhìn về phía ba người Liên Song bên cạnh, Liên Song và Tông Thủ đều hơi do dự. Bảo vệ Hám Tông. Bọn họ đang do dự. Nếu bảo vệ Hám Tông thì chắc chắn phải đối địch với rất nhiều thế lực, hơn nữa số người bên phía bọn họ tương đối ít. Không có bất cứ ưu thế nào. Bảo vệ Hám Tông thì sẽ phải đối diện với một trận huyết chiến. Mà bọn họ mới quen biết với Hám Tông không lâu, nói có tình cảm thì chắc chắn là giả. Thế nhưng cứ đi như vậy hình như không ổn lắm. Diệp Quân liếc nhìn ba người Liên Song, không nói gì. Hắn không khuyên. Dù gì tiếp theo cũng là một trận ác chiến. Hắn giúp Hám Tông là chuyện của hắn, người khác không giúp là chuyện của người khác. Lúc này, cô gái có vết bớt kia đột nhiên nói, ta ở lại. Liên Song và Tông Thủ kinh ngạc nhìn về phía cô gái có vết bớt. Cô gái có vết bớt lại không nói thêm gì, cô ấy mở lòng bàn tay ra, một tòa trận pháp cổ kính đột nhiên từ từ bay lên từ trong lòng bàn tay cô ấy, cuối cùng đi tới trên đỉnh đầu Hám Tông. Tòa trận pháp này hóa thành một tia sáng màu vàng lao xuống, bao trùm lấy Hám Tông. Trận pháp. Diệp Quân liếc nhìn cô gái có vết bớt. Trong mắt hơi hoài nghi, hắn có thể cảm nhận được năng lực phòng ngự của trận pháp đó rất mạnh, cô nương này là một thần thuật sư sao? Bên kia,
Liên Song đột nhiên lên tiếng, ta bằng lòng giúp sức cho Hám Tông huynh. Tông thủ nghĩ ngợi, cũng nói, ta cũng bằng lòng tương trợ. Hai người cuối cùng vẫn quyết định ở lại. Nghe thấy Liên Song và Tông thủ đều bằng lòng ở lại, Hám Tông vội vàng chắp tay cảm ơn các đại ca. Lúc này, cường giả chân cảnh kia đã đi tới trước mặt Diệp Quân, y liếc nhìn mấy người Diệp Quân, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Hám Tông, từ bỏ bất khuất cốt thì có thể sống. Từ bỏ bất khuất cốt. Hám Tông đang định lên tiếng, Diệp Quân đột nhiên nói, có thể cho bọn ta thời gian suy xét không? Cường giả chân cảnh nhìn Diệp Quân, nếu ngươi muốn kéo dài thời gian thì cứ nói thẳng. Phút. Diệp Quân đột nhiên biến mất khỏi vị trí. Con ngươi của cường giả chân cảnh đột nhiên co lại, hai tay y mạnh mẽ kết ấn, một tia sáng màu vàng bộc phát ra từ dấu vân tay của y. Đột nhiên tia sáng màu vàng vỡ nát, cường giả chân cảnh đó cứ thế bay ra xa mấy trăm trượng. Lúc vừa dừng lại, thân xác của y vỡ nát, gần như cùng khoảnh khắc đó, một thanh kiếm xuyên thẳng qua trán y. Giết chết chỉ trong phút chốc. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt ba người Liên Song ngập tràn vẻ khó tin. Giết chết cường giả chân cảnh chỉ trong phút chốc. Diệp Quân cũng trầm mặc. Đây là lần đầu tiên hắn ra tay sau khi đột phá, mà nhát kiếm ban nãy hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực, chỉ tung ra 20 kiếm, hơn nữa còn chưa dùng tới kiếm ý vô địch và kiếm thế vô địch. Nhưng dù vậy cũng đã có thể dễ dàng giết chết một cường giả chân cảnh chỉ trong khoảnh khắc. Lúc này, hắn đã hiểu đại khái về thực lực của bản thân. Bên cạnh, Liên Song và Tông Thủ lúc này đều kinh ngạc không thôi, bọn họ biết thực lực của Diệp Quân rất mạnh, thế nhưng không ngờ Diệp Quân lại có thể giết chết một cường giả chân cảnh chỉ trong nháy mắt. Điều này thật sự đã khiến cho bọn họ hoàn toàn kinh hãi. Cô gái có vết bớt liếc nhìn Diệp Quân, không lên tiếng. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn biết trong bóng tối vẫn còn rất nhiều người. Sức hấp dẫn của bất khuất cốt quá lớn. Rất nhiều người chắc chắn sẽ không từ bỏ như thế. Nửa canh giờ, Diệp Quân liếc nhìn Hám Tông bên cạnh, lúc này, Hám Tông vẫn đang dung hợp với bất khuất cốt, khí tức bộc phát từ trên người Hám Tông vẫn đang tăng lên một cách điên cuồng. Đã mạnh tới độ bất thường luôn rồi. Có thể nói, nếu như bây giờ Hám Tông có thể ra tay thì cường giả chân cảnh chắc chắn cũng không phải đối thủ của cậu ta. Một khi dung hợp triệt để thì thực lực của cậu ta không thể tưởng tượng. Vút. Phía chân trời, thời không đột nhiên nứt lìa, một giây sau, một người đàn ông áo đen bước ra. Người đàn ông áo đen vừa bước tới, Diệp Quân nhíu mày. Người này không phải cường giả chân cảnh. Hắn không nhìn ra được cảnh giới của đối phương không có chút khí tức nào cả, giống như hòa vào làm một với đất trời. Diệp Quân trầm mặc. Cường giả thực thụ tới rồi. Người đàn ông áo đen nhìn Diệp Quân. Y đột nhiên tiến lên trước một bước, thời không nơi y đặt chân xuống đột nhiên nổ tung. Trước mặt Diệp Quân, thời không đột nhiên nứt toác, ngay sau đó, một tia quyền ấn đổ ập xuống. Diệp Quân vung kiếm, vẫn là 20 nhát. Một màn kiếm quang đột nhiên bộc phát ngay trước mặt Diệp Quân, chỉ trong nháy mắt, Diệp Quân liên tiếp lùi ra sau cả trăm trượng. Người đàn ông áo đen không nhắm vào Diệp Quân. Y quay người tung một nắm đấm về phía Hám Tông nơi xa, tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã lao tới trước mặt Hám Tông. Thế nhưng cùng lúc này, Tông Thủ và Liên Song lại đột nhiên chặn trước mặt Hám Tông. Hám Tông phẫn nộ gầm lên, thanh giáo dài trong tay lao ra giống như một con rồng sấm sét. Liên Song cũng giơ tay chỉ điểm, vô số tia tia sáng màu vàng lao ra từ đầu ngón tay của hắn ta. Cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Hám Tông và Liên Song bay thẳng ra xa, nhưng đúng vào lúc này, một tia tia sáng màu vàng đột nhiên chiếu lên trên người người đàn ông áo đen. Không gian xung quanh người đàn ông áo đen vỡ nát, cả người liên tiếp lùi ra sau. Sau khi người đàn ông áo đen dừng lại, y quay đầu nhìn chằm chằm về phía cô gái có vết bớt phía bên cạnh, trong mắt là vẻ nghiêm trọng, cổ thần sư. Cô gái có vết bớt nhìn người đàn ông áo đen, không lên tiếng. Người đàn ông áo đen đột nhiên biến mất khỏi vị trí. Phút. Không gian trước mặt cô gái có vết bớt đột nhiên nứt ra, nhưng đúng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên lao tới. Thời không trước mặt cô gái có vết bớt đột nhiên nứt vỡ, Diệp Quân và cô ấy đồng thời liên tiếp lùi ra sau,
nhưng lúc đang lùi thì người đàn ông áo đen lại lao tới. Diệp Quân híp hai mắt lại, xuất kiếm ra. 25 nhát kiếm. Ầm. Một màn kiếm quang đột nhiên bộc phát ngay trước mặt Diệp Quân, trong khoảnh khắc, Diệp Quân dẫn theo cô gái có vết bớt lại lùi ra sau thêm mấy trăm trượng. Người đàn ông áo đen cũng liên tiếp lùi ra sau cả trăm trượng. Cùng lúc này, không gian trong phạm vi cả nghìn trượng đã nứt ra thành hình mạng nhện, trông cực kỳ kinh người. Sau khi Diệp Quân và cô gái có vết bớt dừng lại, hắn nhìn người đàn ông áo đen phía xa, sau đó hỏi, cô nương, người này có cảnh giới gì vậy? Cô gái có vết bớt liếc nhìn người đàn ông áo đen, sau đó nói, y có thể đối kháng với 25 nhát kiếm của ngươi gộp lại, điều này nói lên rằng y đã tu thành thiên thể, cũng có thể nói rằng y ở cảnh giới nhân tiên. Cảnh giới nhân tiên. Diệp Quân trầm giọng nói, cao hơn ta 10 cấp, chả trách có thể đỡ được kiếm của ta. Cô gái có vết bớt nhìn Diệp Quân, cau mày. Cô ấy hoài nghi thanh niên này đang chém gió. Phía xa, người đàn ông áo đen kia liếc nhìn tay phải của mình, bên trên nắm đấm của y có một nhát kiếm rất sâu. Người đàn ông áo đen cau mày, y nhìn về phía Diệp Quân, người ở cảnh giới tiểu kiếp. Diệp Quân gật đầu. Người đàn ông áo đen híp hai mắt lại, trong lòng chấn động, cậu thanh niên trước mắt này thấp hơn y 10 cấp. Thế nhưng lại có thể khiến y bị thương. Tên yêu nghiệt này khủng bố thật. Người đàn ông áo đen siết hai tay lại, y nhìn Diệp Quân chằm chằm, lúc Diệp Quân cho rằng y sẽ ra tay, người đàn ông áo đen lại đột nhiên nói, làm phiền rồi. Nói xong, y quay người hóa thành một tia sáng màu đen rồi biến mất ở phía cuối chân trời. Y không cần bất khuất cốt này nữa. Y đến để cướp bảo vật. Không phải đến để chơi đùa với tính mạng. Cậu thanh niên này yêu nghiệt như vậy, vừa nhìn đã biết sau lưng có ông lớn, còn đánh tiếp thì cho dù có đánh thắng, chắc chắn cũng sẽ có người giỏi hơn tới đánh mình. Phía sau mỗi một tiểu yêu nghiệt tuyệt thế chắc chắn có một lão yêu nghiệt tuyệt thế, thậm chí là một đám. Bất khuất cốt này không cần nữa thì thôi. Nhìn thấy người đàn ông áo đen bỏ đi, mấy người Diệp Quân đều ngẩn ra. Sao đánh một lúc rồi lại bỏ đi thế kia? Diệp Quân cũng hơi hoài nghi. Sao đánh một lúc rồi lại không đánh nữa? Hắn còn muốn đấu một trận ra trò với cường giả ở cảnh giới nhân tiên mà. Lúc này, cô gái có vết bớt bên cạnh đột nhiên cau mày, không ổn. Diệp Quân nhìn về phía cô gái có vết bớt, cô ấy trầm giọng nói, có nhiều cường giả hơn đang tới. Diệp Quân cau mày. Rất rõ ràng, việc Hám Tông có được bất khuất cốt chắc chắn đã truyền ra ngoài. Diệp Quân nhìn về phía Hám Tông, lúc này, Hám Tông đã tới thời khắc mấu chốt, nếu như bị cắt quãng thì chẳng khác gì công sức đổ sông đổ bể. Hám Tông cũng hơi sốt ruột, chẳng thể chuyên tâm dung hợp với bất khuất cốt. Diệp Quân đột nhiên nói, Hám Tông. Hám Tông nhìn về phía Diệp Quân cười nói, tập trung dung hợp với bất khuất cốt, đừng lo lắng tới những chuyện khác. Nghe thấy lời này của Diệp Quân, trong lòng Hám Tông đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cậu ta gật đầu, được. Thưa đại ca. Nói xong, cậu ta dần nhắm hai mắt lại, chuyên tâm dung hợp với bất khuất cốt. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chân trời, vẻ mặt bình tĩnh. Đúng vào lúc này, thời không các nơi phía chân trời đột nhiên nứt lìa. Một giây sau, từng luồng khí tức cường đại cùng đổ ập xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của Liên Song và Tông Thủ đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Giây sau, một ông lão đột nhiên bước ra, sau khi ông lão bước tới trước. Đất trời chợt rung chuyển. Cường giả ở cảnh giới địa tiên. Ánh mắt ông lão lạnh tanh, Đại La Thiên Tông làm việc, những người không phận sự lập tức cút xéo. Vừa nói dứt lời, hàng trăm người đồng loạt xông ra. Trong số đó, cường giả ở cảnh giới nhân tiên lên tới 12 người. Còn cường giả chân cảnh có tới hơn 100 người. Bên dưới, bên cạnh Diệp Quân. Liên Song trầm giọng nói, Đại La Thiên Tông ở Thiên Bộ là kẻ thù không đội trời chung của Hám tộc. Kẻ thù không đội trời chung của Hám tộc. Diệp Quân cau mày. Lúc này, ông lão bước ra đó đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, trong vòng 3 giây, nếu ngươi không cút thì vĩnh viễn đừng hòng cút nữa. Một. Phút. Đúng lúc này, một tia huyết quang lướt qua không gian, yết hầu của ông lão đó rách toác, máu tươi chảy ra không ngừng. Giết chết chỉ trong phút chốc. Phía sau lưng ông lão là một người mặc áo đen tay cầm lưỡi dao. Diệp Quân cũng sững sờ.
Người mặc áo đen nhìn về phía Diệp Quân, khẽ hành lễ, sẵn giọng nói, chủ mẫu đã dặn dò, trong vòng 10 cấp, thiếu chủ đánh, bên trên 10 cấp, cha mẹ đánh. Diệp Quân sững sờ. Mọi người, cấp 10 là giới hạn. Đối với Tần Quan mà nói, không phải là không thể nuôi dưỡng ở bên ngoài, nhưng bà ấy cũng không thể hoàn toàn không quan tâm. Trong cấp 10, người tự mình đánh. Trên cấp 10, cha mẹ ngươi đánh. Nhìn thấy ông lão kia bị giết chết trong nháy mắt, Liên Song và Tông Thủ cũng nghiêm mặt, trong lòng vô cùng kinh ngạc, ông ta là cường giả cảnh giới địa tiên đấy. Những cường giả Đại La Thiên Tông đều sững sờ tại chỗ. Trưởng lão nhà ta lại bị giết dễ dàng vậy sao? Giết trong nháy mắt, sau cú sốc là nỗi sợ hãi. Có thể giết cường giả cảnh giới địa tiên trong nháy mắt thì đáng sợ đến cỡ nào? Sau khi giết ông lão kia, người đàn ông áo đen cầm dao lặng lẽ biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Diệp Quân trầm mặc không nói gì. Hắn biết người áo đen này. Người đàn ông áo đen này là hộ vệ thân cận mẹ hắn để lại cho hắn, tổng cộng có 36 người, mỗi người cầm một lưỡi dao, vô cùng thần bí. Hắn không biết bọn họ ở cảnh giới nào, nhưng dù sao cũng rất mạnh. Hắn cũng không ngờ bọn họ sẽ ra tay. Diệp Quân lắc đầu cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, có cha mẹ thật tốt. Rút! Đúng lúc này, trong Đại La Thiên Tông có người lên tiếng. Ngay sau đó, đám người quay đầu bỏ chạy không chút do dự. Cường giả cảnh giới địa tiên đã bị giết rồi, còn đánh thế nào nữa? Nhanh chóng rút lui thôi. Trong chớp mắt, đám cường giả Đại La Thiên Tông đã biến mất không thấy tăm hơi. Phía dưới, trên đỉnh núi. Liên Song nhìn Diệp Quân, hắn do dự hỏi, Diệp huynh, vị thiếu chủ mà tiền bối áo đen lúc nãy nhắc tới là huynh sao? Tông thủ và cô gái có vết bớt nhìn Diệp Quân, Diệp Quân chớp mắt nói chắc là vậy. Liên Song lắc đầu thở dài, lộ vẻ mặt phức tạp, xem ra thân phận của Diệp huynh không hề đơn giản. Diệp Quân cười nói, thân phận của ba vị chắc cũng không đơn giản, nhưng điều này quan trọng sao? Ta cảm thấy không quan trọng, chúng ta gặp nhau ở đây, tính cách lại hợp nhau thì tại sao phải quan tâm đến thân phận? Mọi người có thể coi nhau như huynh đệ mà. Liên Song cười nói, cũng đúng. Tông thủ gật đầu, đúng vậy. Cô gái có vết bớt nói người đến từ vũ trụ quan huyên sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Cô gái có vết bớt gật đầu, không nói gì thêm nữa. Vũ trụ quan huyên. Liên Song và Tông thủ nhìn nhau, không nói nhưng trong lòng đã có suy đoán. Diệp Quân cũng không nói gì, hắn nhìn Hám Tông bên cạnh, lúc này, khí tức của Hám Tông đã mạnh đến mức bất thường. Hơn nữa, từ đầu đến giờ, khí tức này luôn điên cuồng tăng lên. Bất khuất cốt, Liên Song và Tông Thủ cũng nhìn Hám Tông với vẻ mặt phức tạp, trong đời người, nỗ lực quan trọng, cơ hội cũng quan trọng không kém. Có bất khuất cốt này, Hám Tông có thể nhàn nhã được vô số năm. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này, bầu trời vô cùng yên tĩnh. Hiển nhiên, những người trong bóng tối đều bị người áo đen cầm lưỡi dao dọa sợ. Giết một vị cường giả cảnh giới địa tiên trong nháy mắt. Điều này thật phi thường. Lúc này, nếu còn dám xông ra cướp bất khuất cốt thì chỉ có thể nói là rất dũng cảm. Đúng lúc này, bầu trời tách lìa, từng luồng khí tức mạnh mẽ phun ra, cả thời không chấn động, cực kỳ đáng sợ. Thấy vậy, Diệp Quân khẽ cau mày, một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Nhưng vào lúc này, Liên Song bên cạnh nói, Diệp huynh, bình tĩnh. Là Hám tộc. Tộc người nhà Hám Tông đến rồi. Diệp Quân hơi bất ngờ, đến nhanh thật. Nhưng ngẫm lại cũng thấy bình thường, Hám Tông lấy được bất khuất cốt, Hám tộc chắc chắn sẽ liều mạng chạy tới đây. Người dẫn đầu là một ông lão tóc trắng, khí tức vô cùng mạnh mẽ, phía sau ông ta còn có gần nghìn người. Trong đó có hàng trăm cường giả cảnh địa tiên, mấy trăm vị cảnh giới nhân tiên, ngoài ra còn có 12 vị cường giả thần bí mặc áo bào đen. 12 vị cường giả áo bào đen cầm trường đao, bóng người thấp thoáng như bóng ma. Diệp Quân nhìn 12 vị cường giả áo bào đen, hơi bất ngờ, 12 người này ít nhất cũng là cường giả cảnh giới địa tiên trở lên. Ông lão tóc trắng cầm đầu vô cùng khí thế, khó mà thăm dò. Ông lão tóc trắng này chính là tộc trưởng đương thời của Hám tộc, tên Hám Vân. Hám tộc đã cử ra những cường mạnh nhất. Lúc nhìn thấy Hám Tông, Hám Vân sững sờ.
sau đó vô cùng vui mừng. Không chỉ Hám Vân mà những cường giả khác của Hám tộc đều vui mừng khi nhìn thấy Hám Tông. Bất Khuất Cốt. Chỉ cần Hám Tông dung hợp hoàn toàn với Bất Khuất Cốt thì Hám Tông sẽ được lên bảng chư thiên, hơn nữa nhất định sẽ nắm vị trí đứng đầu. Từ giờ trở đi, Hám tộc sẽ trở thành thế lực số một thiên bộ giới. Nghĩ vậy, Hám Vân tức giận nói, người đâu? Đột nhiên, trời đất xung quanh tách ra, sau đó, hàng nghìn cường giả mạnh mẽ lao đến. Sau khi xông ra, những cường giả này lập tức trấn thủ khắp trời đất, bao vây quanh khu vực của tông thủ, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Hám Vân tức giận nói lớn, mời thiên tổ. Mời thiên tổ. Rầm. Một luồng khí tức đáng sợ từ trên tầng mây tràn xuống, sau đó một bóng người xuất hiện. Tiên tổ Hám tộc. Ngoài ra, trong bóng tối, còn có cường giả Hám tộc nhanh chóng xuất hiện. Bất Khuất Cốt này liên quan đến tương lai của Hám tộc, bọn họ phải cẩn thận. Mấy người Diệp Quân nhìn thấy cảnh này cũng thở phào nhẹ nhõm, điều động nhiều cường giả Hám tộc bảo vệ như vậy, bọn họ có thể nghỉ ngơi rồi. Đúng lúc này, một ông lão áo đen của Hám tộc đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Diệp Quân, ông ta nhìn đám người Diệp Quân bằng ánh mắt lạnh lùng. Cảm nhận được sự thù địch của đối phương, Diệp Quân vội vàng mỉm cười giải thích, bọn ta là bạn của Hám Tông. Bạn, ông lão áo đen nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, lập tức rời khỏi đây. Diệp Quân sững sờ rồi giải thích lại, bọn ta là bạn của Hám Tông, lúc nãy, bọn ta đều bảo vệ cậu ta. Ông lão áo đen nhìn Diệp Quân, trong 3 giây, nếu không rời đi thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Quân nghĩ rồi nói, từ nãy đến giờ, bọn ta luôn bảo vệ Hám Tông, bọn ta và cậu ta là bạn bè. Lúc này, Liên Song bên cạnh cũng giải thích, đúng là như vậy. Tông thủ liếc nhìn Hám Tông, mặt Hám Tông nhăn nhó như đang phải chịu cơn đau thống khổ, hiển nhiên là thời khắc mấu chốt đã tới. Ông lão áo đen nhìn Diệp Quân, chuyện này vô cùng quan trọng, vì sự an toàn, ta chỉ có thể đắc tội trước. Bắt bọn họ trước đi. Chuyện liên quan đến tương lai của Hám tộc, ông ta không dám bất cẩn. Ngộ nhớ cậu thanh niên này muốn cướp Bất Khuất Cốt thì sao? Bắt lại. Nghe ông lão áo đen nói vậy, vô số cường giả cảnh giới nhân tiên xông về phía ba người Diệp Quân. Thấy vậy, Liên Song và Tông Thủ vô cùng tức giận, nhưng Diệp Quân vẫn rất bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm vào ông lão áo đen, người này đáng chết thật. Dừng, tay. Đúng lúc này, Hám Tông đang dung hợp với Bất Khuất Cốt bỗng lên tiếng. Nghe Hám Tông nói vậy, ba vị cường giả cảnh giới nhân tiên lập tức dừng lại. Hám Tông tức giận nhìn ông lão áo đen, bọn họ là bạn của ta. Cả người cậu ta run rẩy, gân xanh trên trán và cổ nổi lên, giống như sắp nổ tung, cực kỳ đáng sợ, hơn nữa có thể nhìn ra cậu ta đang vô cùng đau đớn. Bạn bè, nghe Hám Tông nói vậy, ông lão áo đen nhíu mày, không vui lắm, Hám Tông, ngươi còn trẻ, không biết lòng người hiểm ác thế nào, bây giờ ngươi đã có được Bất Khuất Cốt, bọn họ lại tiếp cận ngươi, xưng huynh gọi đệ với ngươi. Chắc chắn phải có mưu kế. Liên Song không chịu nổi nữa, nổi trận lôi đình, ông già kia, ông ăn xít để lớn à? Hỗn láo! Ông lão áo đen tức giận quát, người dám sỉ nhục ta. Giết hắn đi! Nghe vậy, ba cường giả cảnh giới nhân tiên định ra tay lần nữa, nhưng ông lão tóc trắng đã lên tiếng, dừng tay. Ba vị cường giả nhân tiên chợt dừng lại. Hám Vân nhìn ba người Diệp Quân. Nói, để Hám Tông dung hợp với Bất Khuất Cốt xong đã. Ông lão áo đen lạnh lùng nhìn ba người Diệp Quân, không nói gì nữa, nhưng đám cường giả Hám tộc vẫn lặng lẽ vây quanh đám người Diệp Quân, rõ ràng là không muốn cho bọn họ rời đi. Liên Song và Tông Thủ vô cùng tức giận, Hám tộc này lại dám coi bọn họ là kẻ trộm. Diệp Quân lại rất bình tĩnh, hắn nhìn Hám Tông. Lúc này, khí tức của Hám Tông đã đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Thời không xung quanh bắt đầu méo mó. Sắp thành công rồi. Bùm. Lúc này, Hám Tông đột nhiên ngẩng đầu gầm lớn. Bùm bùm. Trong nháy mắt, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong người Hám Tông tỏa ra, thời không trong phạm vi mấy nghìn trượng chấn động. Thấy vậy, tất cả đều kinh ngạc. Hám Vân kích động đến mức cả người run lên. Thành công rồi. Cuối cùng Hám Tông đã dung hợp được với Bất Khuất Cốt. Hám Tông nhắm mắt lại. Nắm chặt tay. Bùm. Thời không trong bán kính nghìn trượng vỡ vụn, còn thời không ngoài nghìn trượng tách lìa,
hơn nữa còn tràn ra xung quanh bằng tốc độ kinh khủng. Thấy vậy, mấy người Liên Song trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Thật đáng sợ. Diệp Quân cũng hơi bất ngờ, sau khi Hám Tông dung hợp với Bất Khuất Cốt, đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Hám Vân bỗng bật cười lớn, tiếng cười vang như sấm rền, chấn động cả bầu trời. Từ nay trở đi, Hám Tộc sẽ trỗi dậy. Những cường giả còn lại của Hám Tộc đều vô cùng phấn khích, Hám Tông vốn là thiên tài hiếm có của Hám Tộc, bây giờ lại có được Bất Khuất Cốt. Từ nay về sau, trong thiên bộ giới, Hám Tông chắc chắn sẽ vô địch, không chỉ thiên bộ giới, mà ngay cả trong chư thiên vạn giới cũng thuộc thế lực siêu cấp. Hám Tông đi tới trước mặt đám người Diệp Quân, cậu ta nhìn Diệp Quân, cười nói, đại ca. Đại ca, nghe Hám Tông nói vậy, đám cường giả Hám Tộc đều sững sờ. Gọi đại ca, nghe vậy, Diệp Quân nở nụ cười. Ông lão áo đen của Hám Tộc trầm giọng nói, Hám Tông. Người gọi hắn là đại ca sao? Hám Tông gật đầu, ta coi người này là đại ca của mình. Đại ca. Nghe vậy, ông lão áo đen xa sầm mặt mày nói, Hám Tông, tại sao ngươi muốn nhận hắn làm đại ca? Hám Tông nhíu mày, đại trưởng lão, có vấn đề gì sao? Ông lão áo đen lạnh lùng nói, Hám Tông, con đường võ đạo phải tranh đấu, phải có tinh thần vô địch, ngươi nhận hắn làm đại ca, đồng nghĩa với việc tự nhận không bằng hắn. Điều này sao có thể? Bây giờ ngươi đã có Bất Khuất Cốt, cả trời đất này có ai đủ tư cách làm đại ca của ngươi? Nói xong, ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Quân. Lời này rõ ràng là nói cho Diệp Quân nghe. Đám cường giả Hám Tộc cũng lần lượt gật đầu. Làm đại ca của Hám Tông? Sao có thể như vậy được? Hám Tông tức giận nói, đại trưởng lão, đây là chuyện của ta. Đại trưởng lão cắt lời Hám Tông, Hám Tông. Ngươi còn quá trẻ. Có một số người muốn lợi dụng ngươi. Ông ta nhìn Diệp Quân, Hám Tông có được Bất Khuất Cốt, tiền đồ vô hạn, ngươi có tư cách gì làm đại ca của cậu ta? Một vị trưởng lão cũng tức giận nói, bảo thiếu tộc trưởng của bọn ta làm tiểu đệ của ngươi ư. Ngươi là cái thá gì chứ? Những cường giả Hám Tộc khác cũng trừng mắt nhìn Diệp Quân, dám để thiếu tộc trưởng của họ làm tiểu đệ. Thật to gan. Hám Vân nhìn Diệp Quân. Không dám lên tiếng ngăn cản. Ông ta cũng sẽ không để Hám Tông nhận người này làm đại ca. Sau này Hám Tông nhất định sẽ phất lên, nếu bây giờ nhận đại ca, chẳng phải sau này sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Diệp Quân nhìn đám cường giả Hám Tộc với vẻ mặt bình tĩnh, không nói gì. Hám Tông trở nên sốt ruột, cậu ta càng sốt ruột càng nói lắp. Lúc này, một vị trưởng lão Hám Tộc bước lên, một luồng khí tức đang sợ bao trùm Diệp Quân. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, dám lừa thiếu tộc trưởng ta làm tiểu đệ của ngươi sao? Thật đáng chết. Nói xong, ông ta định ra tay, nhưng... Xẹt! Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đầu của trưởng lão vừa nói đã bay lên. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Một người áo đen cầm lưỡi dao đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, cung kính nói, thiếu chủ, có cần diệt Hám Tộc không? Hỗn láo! Đại trưởng lão Hám Tộc cười khẩy, diệt Hám Tộc ư. Ngươi là cái thá gì mà dám làm càn. Xẹt. Đại trưởng lão Hám Tộc còn chưa kịp nói xong, đầu đã bay ra ngoài. Mọi người đều sững sờ. Người áo đen cầm dao hành lễ với Diệp Quân, thiếu chủ, có cần diệt không? Nếu diệt có thể diệt ngay. Có thể diệt ngay lập tức. Hám Tộc. Thật xin lỗi, vũ trụ quan huyên không hề coi trọng Hám Tộc. Đừng nói là Hám Tộc, mà ngay cả chư thiên vạn giới cũng không lọt vào mắt vũ trụ quan huyên. Vũ trụ quan huyên chỉ đánh trận lớn. Chư thiên vạn giới còn không dám phản kháng chân vũ trụ, vậy mà cũng dám so sánh với vũ trụ quan huyên sao? Diệp Quân chỉ vào một vị trưởng lão Hám Tộc, người này vừa định ra tay giết ta, người này. Xẹt! Một chiếc đầu đầy máu bay ra. Diệp Quân tiếp tục chỉ, người này nữa, ta quan sát gã rất lâu rồi. Lúc nãy gã có ý định giết người lớn nhất. Xẹt. Lại một chiếc đầu đầy máu bay ra. Diệp Quân chỉ tiếp, người này nữa, lúc nãy gã cứ nhìn chằm chằm vào nhẫn không gian của ta. Xẹt. Lại một cái đầu nữa bay lên. Diệp Quân vẫn đang chỉ. Chỉ một người, chết một người. Đầu người không ngừng bay lên. Quyết đoán. Lúc cường giả Hám Tộc phản ứng lại thì đã có hơn 100 người của Hám Tộc bị giết. Tất cả đều bị giết ngay lập tức.
hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Lúc này, sắc mặt của Hám Vân thay đổi kịch liệt, trong lòng vô cùng sợ hãi. Áp chế hoàn toàn. Ông ta biết Hám tộc đã động vào người không nên động. Không chỉ Hám tộc, mà cả Liên Song và tông thủ cũng sững sờ. Cảnh tượng này giống như giết gà vậy. Hiện trường có rất nhiều cường giả cảnh giới địa tiên, vậy mà lúc này đều bị giết sạch. Hoàn toàn không có cơ hội chống trả. Cô gái có vết bớt nhìn Diệp Quân, lúc này, cô ấy đã đoán ra được thân phận của người trước mặt. Người này có lẽ là thiếu chủ của vũ trụ quan huyên mới xuất hiện gần đây. Vũ trụ quan huyên. Cô gái có vết bớt nhìn đám cường giả hám tộc, khẽ lắc đầu, đừng nói hám tông chỉ vừa dung hợp được bất khuất cốt, cho dù hám tộc có một vị đại đế bất khuất thì cũng không thể đấu lại vũ trụ quan huyên. Đại đế bất khuất. Rất mạnh. Nhưng có thể mạnh hơn kiếm chủ nhân gian sao? Đó là nhân vật đáng sợ trước đây từng đánh giết chân vũ trụ. Diệp Quân có tư cách làm đại ca của hám tông hay không? Đương nhiên là có thể. Thiếu tộc trưởng hám tộc nhận thiếu của vũ trụ quan huyên làm đại ca, đã là trèo cao lắm rồi. Cường giả hám tộc không ngừng gục ngã. Bọn họ muốn phản kháng, nhưng vừa phản kháng đã bị giết sạch. Bọn họ vội vàng nhìn tiên tổ trên trời, nhưng khi nhìn thấy tiên tổ, bọn họ đều sững sờ. Bởi vì lúc này, tiên tổ của bọn họ đã bị lưỡi dao đè lên cổ họng, sở dĩ bọn họ vẫn chưa chết là vì tiên tổ đã giơ tay đầu hàng. Mặc dù ông ta chỉ là phân thân, nhưng ông ta phát hiện người trước mặt có thể giết chết bản thể của ông ta. Nếu không đầu hàng thì không chỉ phân thân chết mà bản thể của ông ta cũng chết. Tiên tổ đã đầu hàng. Thấy cảnh này, đám cường giả hám tộc đều tuyệt vọng. Lúc này, hám tông nắm lấy cánh tay Diệp Quân, run rẩy nói, đại ca. Diệp Quân dừng tay lại. Những người áo đen cầm dao cũng dừng lại, bọn họ đều rút về phía sau Diệp Quân. Đám cường giả hám tộc vô cùng kinh hãi. Diệp Quân nhìn tộc trưởng Hám Vân, cười nói, đầu óc của ông không thích hợp làm tộc trưởng hám tộc. Từ giờ trở đi, hám tông sẽ tiếp quản hám tộc, trở thành tộc trưởng mới của hám tộc, ông thấy có vấn đề gì không? Hám Vân nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nói, giết đi. Xẹt. Đầu của Hám Vân bay ra ngoài. Máu tươi phụt lên. Nói giết là giết. Đám người hám tộc kinh hãi, lui về phía sau. Lúc này, tiên tổ hám tộc trên trời nhìn Diệp Quân, nói, công tử, đây chỉ là hiểu lầm. Diệp Quân không thèm để ý tới tiên tổ hám tộc, mà nhìn hám tông, để biết rõ chuyện này hơn ai hết. Người của hám tộc vừa đến đã không phân trái phải đúng sai đã đuổi ba người bọn ta đi, ta cũng không giận chuyện này, bởi vì cùng lắm chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng sau khi ta giải thích, người của hám tộc vẫn không buông tha, để thấy như vậy có nên hay không? Hám tông áy náy nói, đại ca, thật sự xin lỗi. Diệp Quân cười nói, nếu đệ đã nhận ta làm đại ca, thì đương nhiên ta cũng không thể làm quá mọi chuyện. Nhưng đệ nhất định phải làm tộc trưởng hám tộc. Nếu không ta sẽ giết hết cả hám tộc, ngoại trừ đệ. Nghe Diệp Quân nói vậy, sắc mặt của đám người giả hám tộc trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ rất tức giận. Nhưng bây giờ bọn họ sợ hãi nhiều hơn. Hủy diệt hám tộc. Người này có thể làm được việc này. Nghe vậy, hám tông vội vàng gật đầu, ta làm. Diệp Quân cười nói, tốt lắm. Hắn nhìn đám cường giả hám tộc, nói tiếp, đầu óc của hám tộc không thông minh lắm. Bây giờ đệ đã có bất khuất cốt, bọn họ chắc chắn sẽ cực kỳ huênh hoang, nếu tiếp tục như vậy sẽ gây ra họa lớn, vì vậy, từ giờ trở đi, đệ phải quản lý cho tốt, đừng để bọn họ ra ngoài gây chuyện. Hám tông gật đầu, được, tỷ tỷ của ta sẽ giúp ta. Diệp Quân cười nói, tốt lắm, đệ dẫn bọn họ về đi, bây giờ đệ vẫn chưa thích ứng hoàn toàn với bất khuất cốt, sau khi trở về, phải nhanh chóng thích ứng. Hám tông khẽ gật đầu, vâng thưa đại ca. Cậu ta do dự một hồi rồi nói tiếp, đại ca, chuyện lúc nãy, thật xin lỗi. Nói xong, cậu ta lại nhìn đám người Liên Song, ta, xin lỗi. Diệp Quân cười, đối với bọn ta, thái độ của đệ mới là quan trọng nhất, vì vậy, bọn ta không tức giận nữa rồi. Liên Song và tông thủ cũng khẽ gật đầu. Mặc dù lúc nãy bọn họ rất tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy thái độ của hám tông, bọn họ cũng không tức giận nữa. Nghe vậy, hám tông nhếch miệng cười, được. Nói xong, cậu ta chắp tay với ba người Diệp Quân,
ngày khác hãy tới thiên bộ tìm ta. Diệp Quân gật đầu, được. Hám Tông không nói thêm gì nữa, y chắp tay chào rồi quay người nói với đám cường giả hám tộc, đi thôi. Nói xong, cậu ta tiến vào đường hầm thời không ở phía xa. Những cường giả hám tộc còn lại cũng vội vàng rút lui, không ai muốn ở lại nơi này chút nào. Trong hư không, hư ảnh của tiên tổ hám tộc nhìn Diệp Quân, sau đó quay người biến mất. Cô gái có vết bớt nhìn Diệp Quân với ánh mắt kinh ngạc. Cô ấy phát hiện ra chàng trai có vẻ ngoài dịu dàng này lại rất quyết đoán. Thật tốt khi được làm bạn với những người như vậy. Nhưng lại cực kỳ nguy hiểm khi trở thành kẻ thù. Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Hết tập 22.